Tuyệt thế cường long, Tề Đẳng Nhàn. Tập 35. Triệu gia không tôn trọng nhân quyền, cho nên, mới có nhiều người đối địch với họ như vậy. Tề Đẳng Nhân nhàn nhạt nói. Từ Ngạo Tuyết đạo, mẹ anh dù sao cũng là người của Triệu gia, đương nhiên phải nghe theo lời cha mẹ trưởng bối an bài. Tề Đẳng Nhân cười nhạo một tiếng, nói quyền lợi của con người, không đến từ mệnh lệnh quốc gia, cũng không xuất phát từ cha mẹ. Đức hạnh trong văn hóa truyền thống không có ý thức về quyền cá nhân, người đứng đầu trong nhà khống chế phân phối tài sản sở hữu của gia đình, quân chủ thì khống chế phân phối tài nguyên xã hội. Chỉ khi nào ranh giới của quyền tư hữu rõ ràng thì pháp luật mới được xác định và đạo đức thực sự được tạo ra. Từ truyền thống đến hiện đại, chính là sự nhận thức của tiểu nông, gia trưởng và quân chủ đối với nhận thức về tư hữu và quyền tư hữu. Chỉ có như vậy chúng ta mới có thể hoàn thành việc chuyển đổi khái niệm hiện đại hóa và văn minh. Sau khi nói xong lời này, hắn dùng tay nhẹ nhàng chỉ vào đầu mình, nói, tư tưởng của cô, quá cổ hủ, quá lạc hậu. Một người muốn gả cho ai, muốn cưới ai, thì đều là chuyện của bọn họ, không có bất kỳ người nào có thể can thiệp. Từ Ngạo Tuyết chỉ lạnh nhạt nói, nhưng đến cuối cùng, chung quy vẫn là bi kịch, chính bởi vì quyền lực của Triệu gia quá lớn, nòng súng cứng. Tề Đẳng Nhân bật cười, nói, cho nên chúng tôi mới muốn chỉnh chết Triệu gia. Cho nên, Hoa Quốc mới có thể xuất hiện đám người như Phong Vân Lão, như Ngọc Tiểu Long. Bọn họ luôn muốn dùng quyền lực để khống chế tất cả, giống như quân vương phân phối tài nguyên xã hội. Nhưng, nhân tâm lại hướng về tự do, một chiếc lông vũ không thể cố định, làm sao có thể khống chế được. Từ Ngạo Tuyết gặm táo không nói gì, thật không nghĩ đến loại người như Tề Đẳng Nhân có thể nói ra những lời nói như vậy tới, trong ánh mắt có chút kinh ngạc. Từ Ngạo Tuyết cô hiện tại thoạt nhìn như đang đứng trên đỉnh, làm việc cho Triệu gia. Nhưng nếu hiện tại Triệu gia muốn cướp đoạt hết tất cả của cô, cũng không phải chỉ bằng một câu nói thôi sao? Cô tình nguyện làm một con ở ăn nhờ ở đậu, luôn phải để ý ánh mắt của người khác sao? Hoặc là nói, Từ Ngạo Tuyết trong nhận thức của tôi đã sớm không còn, hiện tại đã biến thành một người khom lưng trước quyền lực rồi. Tề Đẳng Nhân thở dài, hơi lắc đầu, nói, có lẽ, Ngọc Tiểu Long cũng có cảm giác như thế này. Quai hàm của Từ Ngạo Tuyết bỗng nhiên căng chặt, ngẩng đầu lên, mặt đầy sát khí mà hung tợn quát, câm miệng cho tôi. Tề Đẳng Nhân bình tĩnh nói, tôi chỉ muốn nói việc nào ra việc đó, hay nói cách khác, tôi muốn gieo vào lòng cô một hạt giống chờ nó mọc rễ nảy mầm thôi. Dù sao, cô cũng là một đối thủ rất khiến người khác đau đầu. Đương nhiên, nếu lời này của tôi có thể làm cô tại thời khắc mấu chốt nào đó, cắm cho Triệu gia một đao là tốt nhất. Ánh mắt Từ Ngạo Tuyết âm lãnh, nói tôi sẽ không làm theo lời của kẻ thù, trừ phi anh chết trước mặt tôi. Tề Đẳng Nhân trực tiếp đi tới gần Từ Ngạo Tuyết, mỉm cười nói tôi sẽ không chết, bởi vì, nếu tôi chết, những người ghê tởm đó, chẳng phải sẽ rất vui vẻ sao? Từ Ngạo Tuyết giật mình nói, anh muốn làm gì? Cô xem vết thương của cô đã khôi phục khá ổn, cho nên, đã đến lúc phải thu thù lao rồi. Cái mạng này của cô, tôi đương nhiên không thể cứu không công rồi. Còn nữa, cuộc cá cược giữa tôi và cô cũng thua. Mặt Tề Đẳng Nhân đầy ý cười, nói từng câu rõ ràng. Từ Ngạo Tuyết kinh ngạc giận dữ đan xen, nói anh là đồ súc sinh. Tề Đẳng Nhân lại cười, nói cô suy nghĩ nhiều rồi, tôi không có quá đáng như vậy đâu, lỡ như làm miệng vết thương của cô hở ra thì không xong. Nói xong lời này, hắn lấy ra hợp đồng của Trần Ngư, ném tới trước mặt Từ Ngạo Tuyết. Từ Ngạo Tuyết ngạc nhiên, cầm lấy hợp đồng, nhíu mày. Sau đó, cô ta cười khẩy nói, trước đó thì không chịu bán, hiện tại lại thay đổi ý định. Tề Đẳng Nhân nói, tôi nghĩ kỹ rồi, chỉ là một cái quặng sắt sắp khai thác xong, ngu mới không bán, dù sao có người tình nguyện tiêu tiền như rác tiếp nhận, cớ sao lại không làm. Từ Ngạo Tuyết nói, sợ là không chỉ đơn giản như vậy chứ. Sau khi nói xong lời này, cô ta bật cười, nói, trước đó tôi ra giá 4 tỷ, nhưng hiện tại, chỉ sợ chỉ có thể bán 1.5 tỷ. Tề Đẳng Nhân nói, 6 tỷ, cô có muốn hay không? Tôi không hố bạn bè, 4 tỷ là cho Trần gia, tôi chỉ lấy 2 tỷ. Từ Ngạo Tuyết nói, anh đúng thật là nghĩ tôi coi tiền như rác sao? Tôi hiện tại, không cần. Sắc mặt Tề Đẳng Nhân tối sầm, nói cô không cần,
vậy thì về sau cũng đừng trách tôi không cho cô cơ hội. Không cần thì là không cần, tôi cũng đổi ý rồi. Từ Ngạo Tuyết lạnh lùng nói. Tề Đẳng Nhân biết hơn phân nửa là hắn đã giả bộ dụ cô ta thành công rồi, cô ta hiện tại thật sự cho rằng, tập đoàn Hướng thì cực kỳ thiếu tiền. Từ Ngạo Tuyết, cô chơi tôi sao? Ông đây vì giúp cô lấy được quặng mỏ này, mà phải mặt dày đến tìm Trần gia xin xỏ, cô hiện tại lại nói không cần. Tề Đẳng Nhân giơ tay lên, làm ra hành động như chuẩn bị muốn đánh người. Tôi nói, không cần thì là không cần, tôi đổi ý rồi. Hơn nữa, còn muốn đòi 6 tỷ, anh là đồ ngốc, hay là thật sự cho rằng tôi là đồ ngốc sao? Từ Ngạo Tuyết cười lạnh nói. Cô nói đúng, cô là đồ ngốc, Tề Đẳng Nhân nói. Từ Ngạo Tuyết giật mình, sau đó lạnh lùng nói, tôi nói là anh cho rằng tôi là. Tề Đẳng Nhân nói, cô là cái gì? Từ Ngạo Tuyết đột nhiên cười tươi như hoa, nói tôi là mẹ anh. Tề Đẳng Nhân trực tiếp lấy lại hợp đồng, lạnh lùng nói, đừng có phá hư, tôi còn phải trả lại cho Trần gia. Nói xong lời này, hắn nổi giận đùng đùng rời đi. Từ Ngạo Tuyết lại âm thầm cười lạnh trong lòng, hiện tại tập đoàn Hướng thì thiếu tiền, mới biết tới tìm tôi bán quặng mỏ. Còn chào giá 6 tỷ, thật sự khinh thường tôi là đồ ngốc sao? 10 9 8 3 Từ Ngạo Tuyết còn chưa đếm tới 1, Tề Đẳng Nhân đã từ cửa quay trở lại, tức giận đã không còn, trên mặt tràn đầy ý cười. Vừa rồi chỉ là đùa cô một chút thôi, tôi làm người trung gian sao có thể báo giá chênh lệch chứ? Niệm Tình cô là tình nhân cũ của tôi giảm giá cho cô, 5 tỷ được không? Tề Đẳng Nhân vừa trở về đã cười tủm tỉm nói, cô ta duỗi tay ra tát hắn một cái, kiêu ngạo đến nói không nên lời. Từ Ngạo Tuyết chỉ lạnh nhạt mà nhìn Tề Đẳng Nhân, nói ai là tình nhân cũ của anh? Tôi nghĩ anh đối với chuyện này có hiểu lầm gì đó. Tề Đẳng Nhân giả vờ đau đầu mà nói, cô rốt cuộc có muốn hay không, đừng lãng phí thời gian của tôi. Muốn, 2 tỷ, anh bán thì tôi mua, không bán thì thôi. Từ Ngạo Tuyết giang hai tay, vẻ mặt thoải mái nói. Tôi muốn tát chết cô, Tề Đẳng Nhân giơ tay lên. Tới đi, Từ Ngạo Tuyết cười lạnh. Tề Đẳng Nhân duỗi tay trực tiếp nhấn lên ngực cô ta một cái, đã chiếm được tiện nghi đồng thời, cũng trả thù lại được. Từ Ngạo Tuyết hét một tiếng, hận không thể ngất đi, miệng vết thương trước ngực còn chưa có khép lại, giờ lại bị hắn ấn như vậy, thực sự đau đến tê tâm liệt phế, thiếu chút nữa làm cô ta chết ngất. Tề Đẳng Nhân nghiêm trang nói, tôi sao có thể đánh phụ nữ chứ? Từ Ngạo Tuyết tức giận không chịu được, tên khốn này quá đê tiện, đã cố ý ấn vào miệng vết thương của cô ta mà còn có mặt mũi nói không đánh phụ nữ. 4.5 tỷ được không? Không thể giảm nữa đâu, Tề Đẳng Nhân thở dài nói. 3 tỷ, Từ Ngạo Tuyết khó chịu nói. Tề Đẳng Nhân duỗi tay lại nhấn một cái. Từ Ngạo Tuyết đau đến suýt nữa lăn lộn trên giường, nước mắt còn chảy ra, cô ta thở hổn hển liên tục. Tề Đẳng Nhân nói, kiên nhẫn của tôi có hạn, 4 tỷ, không muốn dây dưa với cô nữa. Nếu lại không muốn, vậy thì bỏ đi. Từ Ngạo Tuyết cầm lấy sách ném vào mặt Tề Đẳng Nhân, nhưng cuối cùng lại bị hắn. Nhẹ nhàng né được. Bị thương thì phải nghỉ ngơi cho tốt, đừng. Nóng tính như vậy, sẽ ảnh hưởng miệng vết thương khép lại. Tề Đẳng Nhân nói. Tôi khép lại cái mặt anh cũng biết tôi bị thương chỗ này mà còn cố ý ấn vào. Từ Ngạo Tuyết giận dữ nói. Tôi chỉ là thấy cô có chút gầy ốm, cho nên sờ thử xem có phải thật hay không thôi. Tề Đẳng Nhân nhàn nhạt nói. Từ Ngạo Tuyết cũng biết hắn là một tên khốn nạn không có điểm mấu chốt, nếu cứ tiếp tục dong dài với hắn, nói không chừng, miệng vết thương của cô ta sẽ bị ấn xuất huyết mất. Vì thế, cô ta cũng chỉ có thể trầm mặt nói, vậy lấy giá gốc, 4 tỷ. Anh đừng có mà chơi chiêu với tôi. Tề Đẳng Nhân nói, tôi chơi chiêu cái gì? Giấy trắng mực đen viết rõ ràng ở đây này, nếu còn không tin, cô có thể tìm luật sư xem thử. Từ Ngạo Tuyết khẽ hừ nhẹ một tiếng, cầm lấy hợp đồng cẩn thận đọc, sau khi đọc xong từng câu từng chữ, đến khi cô ta không có phát hiện ra vấn đề gì, lúc này mới vừa lòng. Nhanh nhanh chuyển 4 tỷ tới, sau đó ký tên lên hợp đồng là được. Tề Đẳng Nhân nói. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Anh ký tên trước rồi tôi mới chuyển.
Từ Ngạo Tuyết lạnh lùng nói. Tề Đẳng Nhân nhún vai, cầm lấy hợp đồng tới ký tên, sau đó giao cho Từ Ngạo Tuyết. Từ Ngạo Tuyết vừa lòng gật đầu, cầm lấy điện thoại di động gọi đi một cuộc điện thoại, nói, đã lấy được quặng sắt ở Nam Dương, tôi gửi số tài khoản cho anh, sau đó anh gửi tiền qua đi đi. Nói xong lời này, cô ta trực tiếp cúp điện thoại, giống như sợ Tề Đẳng Nhân nghe được cái gì. Nhĩ lực của Tề Đẳng Nhân rất tốt, cho dù không bật loa ngoài, hắn cũng có thể nghe được bên kia đang nói cái gì. Cô phòng bị tôi như vậy làm gì? Người ta thường nói một ngày phu thê trăm ngày ân nghĩa, chúng ta cũng không biết đã có bao nhiêu ngày rồi. Tề Đẳng Nhân cợt nhả mà nói. Đừng có ba láp ba xàm ở chỗ này của tôi, mau đọc số tài khoản của anh cho tôi. Từ Ngạo Tuyết lạnh lùng nói. Sau khi Từ Ngạo Tuyết gửi tin nhắn đi, không tới 3 phút sau, điện thoại Tề Đẳng Nhân Di đã chuyển đến âm thanh chuyển tiền, 4 tỷ đã được chuyển đến. Tề Đẳng Nhân trực tiếp gọi điện thoại cho Trần Ngư, nói alo, Trần Ngư, cái quặng sắt bỏ đi tôi đã bán được rồi, 2 tỷ. Nhớ chuyển cho tôi 100 triệu tiền thuê trung gian. Được được, được rồi, tôi mà còn từ chối thì bất lịch sự quá. Được được được, không cần cảm ơn tôi, chuyện nhỏ thôi. Từ Ngạo Tuyết nghe được thì ngạc nhiên, sau đó khinh thường nói, cũng không biết cái tên khốn nạn nào nói, tuyệt đối sẽ không báo chênh lệch giá cả, không hố bạn bè, hiện tại đã trực tiếp tính kế người ta được 2 tỷ, còn có mặt mũi lấy tiền thuê. Tề Đẳng Nhân cười trầm ngâm rồi cúp điện thoại, nói tôi có nói như vậy sao? Sao tôi lại không nhớ nhỉ? Cô cứ dưỡng thương cho tốt đi, còn có mối làm ăn nào thì bất cứ lúc nào cũng có thể gọi cho tôi. Từ Ngạo Tuyết lạnh mặt nói, cút. Tề Đẳng Nhân cảm thấy mỹ mãn mà rời đi. Từ Ngạo Tuyết cầm hợp đồng, đồng dạng cũng cảm thấy mỹ mãn, nhiệm vụ này, xem như hoàn thành, cũng coi như bước đầu tiên trên con đường thăng tiến của cô ta. Trong lòng cô ta nhẹ nhàng thở ra một hơi, hiện tại, chỉ cần an tĩnh dưỡng thương. Qua mấy ngày nữa, là có thể xuất viện trở về thủ đô rồi. Nhưng cô ta cũng không biết, bản thân cô ta đã sớm bị Tề Đẳng Nhân ăn sạch không còn mẫu xương. Triệu gia dưới tình huống không có phòng bị mà tiếp nhận quặng mỏ này, Trần gia không cần phải đánh ván bài này ở ngoài sáng, sẽ có rất nhiều thời gian để chuẩn bị. Sau khi Tề Đẳng Nhân trở lại công ty lập tức trực tiếp mở máy tính lên, chuyển 4 tỷ tới tài khoản của Trần Ngư. Tất cả mọi chuyện đều đã ổn thỏa, Trần Ngư đương nhiên rất vui vẻ. Trần gia làm ông trùm ở Nam Dương đã lâu, nhưng thời gian càng trôi đi, vẫn để lại không ít vấn đề. Cô ta muốn nhân cơ hội này, hoàn toàn quấy dục nước ở Nam Dương, sau đó một lưới bắt hết một đám đục nước béo cò, sau đó đá tất cả bọn chúng ra khỏi Nam Dương. Đây đương nhiên không phải là chuyện dễ dàng, nhưng cũng may bạn bè cùng chung chí hướng cũng nhiều. Hơn nữa năng lượng của những người bạn này cũng đủ lớn, điều này làm cho cô ta rất tự tin. Tề Đẳng Nhân mời hai người Trần Ngư và Ngọc Tiểu Long ăn cơm, không phải ăn ở bên ngoài, mà là ăn ở trong nhà hắn, hắn tự mình xuống bếp, sau đó còn gọi cả Hướng Đông Tình sang. Ba người phụ nữ diễn kịch, cùng ngồi chung một bàn, Tề Đẳng Nhân cảm thấy không cần ăn cơm cũng no rồi. Trần gia chúng tôi kế tiếp muốn đặt chân vào ngành công nghiệp sản xuất ô tô. Không biết Hướng Tổng có hứng thú tham dự một chút không? Trần Ngư đưa ra lời mời gọi trên bàn ăn. Sản xuất ô tô sao? Đây là một ngành sản xuất rất đốt tiền, chỉ riêng chi phí nghiên cứu sản xuất hàng năm cũng là con số thiên văn. Hướng Đông Tình nghe thấy thì nhíu mày. Tập đoàn Hướng Thị tuy rằng kiếm lời không ít, nhưng vẫn kém xa so với kiểu nhà tài phiệt có nội tình thâm sâu, độc chiếm luôn một quốc gia như Trần gia. Cô ta có tiền. Nhưng tuyệt đối không nhiều tới mức đầu nhập vào một ngành sản xuất đốt tiền như vậy. Hiện tại có đủ loại các nhãn hiệu ô tô hoa hòe loè loẹt trên thị trường, nhưng địa vị của ba nhãn hiệu nổi tiếng gần đây gần như không thể lay động, nhất là xe ô tô của Kiệt Bành, từ giá cả bình dân cho đến trung cấp đều khó tìm được đối thủ xứng tầm. Trần Ngư cười cười, nói cũng không khoa trương như Hướng Tổng tưởng tượng, giai đoạn đầu đương nhiên sẽ khá đốt tiền, nhưng cũng không nhiều quá mức. Hơn nữa, Trần gia chúng tôi đã khai quật được kha khá nhân tài, nắm giữ các kỹ thuật rất tiên tiến. Nếu cô có hứng thú thì có thể đầu tư một chút và tham gia mua cổ phiếu của chúng tôi. Trần gia chúng tôi sẽ không hố bạn bè. Hướng Đông Tình nói, Trần gia đã có kế hoạch rồi sao? Nhanh như vậy.
Trần Ngư cười nói, sắp tới tôi đang chuẩn bị một cuộc triển lãm xe hơi ở thành phố Tây Hà, đến lúc đó Hướng Tổng có thể đến xem. Hướng Đông Tình nói, tôi đồng ý gia nhập. Trần Ngư giật mình. Hướng Đông Tình nói, Trần gia nắm chùm cả Nam Dương, chịu ảnh hưởng phóng xạ toàn bộ vùng Nam Dương, không nói cái khác, toàn bộ thị trường ở Nam Dương không thể chạy thoát, còn có những quốc gia nhỏ xung quanh Nam Dương, cũng có thể kiếm lời. Nếu Trần gia đã có nhân tài tương ứng và kỹ thuật chuyên nghiệp, chút tiền này, tôi sao có đỡ sáu không kiếm. Được, Trần Ngư cười, nói đồng ý. Có một vài người bạn bè, mối quan hệ giữa họ vẫn luôn rất tốt, nhưng nếu có thêm một tầng lợi ích ràng buộc, vậy mối quan hệ kia sẽ càng thêm kiên cố không thể phá vỡ. Trần gia đương nhiên cảm thấy Tề Đẳng Nhân không phải là loại bạn bè sẽ phản bội người khác, chẳng qua, nếu kéo hắn vào một mối quan hệ lấy lợi ích làm ràng buộc, có tiền cùng nhau kiếm chẳng phải sẽ càng tốt hơn hay sao? Ngọc Tiểu Long liếc mắt nhìn Trần Ngư một cái, không nghĩ tới cô ta lại có thể khẳng khái hào phóng như vậy. Hiển nhiên, trí tuệ và khí độ đó, so với trong tưởng tượng của cô còn lớn hơn nhiều. Hướng Đông Tình cũng rất rõ ràng ở trong chuyện này, cho nên mới đồng ý nhanh như vậy, chỉ có Tề Đẳng Nhân chẳng hay biết gì, chỉ cho rằng bọn họ chỉ đang bàn chuyện làm ăn mà thôi. Cái chỉ số EQ của hắn tuy rằng cũng khá cao, nhưng so với mấy người phụ nữ cấp yêu tinh này, vẫn kém hơn một chút, cùng lắm cũng chỉ đủ để hắn bắt nạt Dương Quan Quan mà thôi. Trần gia đã sáng lập một công ty ô tô, công ty đặt tên rất hay, tên là Lư. Lư Mã, là ngựa của Lưu Bị nhờ có con ngựa này mà vượt qua con sông Đàn Khê, thoát khỏi truy binh. Trong thơ của nhà thơ Tân Khí Tật cũng có một câu mã làm Lư bay nhanh, cùng như xét đánh huyền kinh. Tề Đẳng Nhân không nghĩ tới, chỉ là mời mọi người ăn một bữa cơm thôi mà cũng có thể chốt một vụ làm ăn. Tôi đúng là phúc tinh của cô nha, về sau đối tốt với tôi một chút. Tề Đẳng Nhân nói với Hướng Đông Tình. Không biết xấu hổ, Hướng Đông Tình chỉ vô cảm mà cho hắn một cái đánh giá. Ngay lúc này, cửa truyền một thanh âm quét thẻ mở cửa. Lý Vân Uyển tiến vào phòng, nhìn thấy ở có ba đôi giày nữ, lập tức hét lên, Tề Đẳng Nhân, tôi giết anh. Vậy mà dám mang người phụ nữ khác về nhà, hơn nữa còn mang tận ba người. Phụt. Trần Ngư quay đầu sang một bên, trực phun ngụm rượu vang đỏ trong miệng ra, không một chút hình tượng mà ôm bụng cười to. Còn Hướng Đông Tình lại giật mình, sau đó giữa mày xẹt qua một tia bất mãn, nhưng nỗi bất mãn đó là cái gì, thì cô ta không biết. Khóe miệng Ngọc Tiểu Long cũng mang theo một tia ý cười, bất đắc dĩ mà lắc đầu. Sau đó, bốn người đang ngồi trong phòng ăn lập tức quay đầu nhìn thấy Lý Vân Uyển nổi giận đùng đùng chạy vào. Giày cũng không cởi, còn thuận tay cầm thêm một cái ô che mưa, một bộ dáng dữ dằn như muốn giết người. Ách! Sau khi thấy rõ ràng ba người trong nhà là ai, Lý Vân Uyển giật mình, nghẹn ngào. Tề Đẳng Nhân không một chút lương tâm mà cười nghiêng ngả chung với Trần Ngư, rồi nhìn cô ta với vẻ mặt trêu chọc. Lý Vân Uyển giống như không có chuyện gì sửa lại tóc của mình, nói bên ngoài trời hình như sắp mưa. Tôi tới nhắc nhở mọi người tí nữa ra cửa nhớ mang theo ô che mưa. Hôm nay cô ta mới từ thủ đô gấp gáp trở về, vừa vào cửa đã nhìn thấy ba đôi giày nữ, tâm trí trực tiếp nổ mạnh, nhưng nào có thể nghĩ đến, ngồi ở đây chính là ba vị tôn đại Phật. Hướng Đông Tình cũng xem như là một nửa sếp của cô ta, Trần Ngư và Ngọc Tiểu Long càng không cần nói tới. Tề Đẳng Nhân nếu thật sự có cái năng lực kia, cô ta tuyệt đối không nói một câu nào ngoại trừ một tiếng lợi hại. Sau đó sẽ không nói gì nữa. Em trở về mà không nói trước, anh cũng không biết. Tề Đẳng Nhân cười no luôn, vẫy tay với Lý Vân Uyển, bảo cô ta lại đây ngồi. Lý Vân Uyển trong lòng nghĩ chỉ cần mình không xấu hổ thì người xấu hổ chính là người khác, trực tiếp ngồi xuống, mỉm cười nói, không nghĩ đến trong nhà có tới ba vị khách quý, anh cũng không biết gọi điện thoại nói cho em một tiếng. Lý Tổng cũng xem trọng người đàn ông nhà mình quá đi chứ. Trần Ngư cười nói. Vừa rồi tôi chỉ đùa một chút mà thôi. Lý Vân Uyển ép buộc bản thân bình tĩnh, cảm thấy chính mình vừa rồi quá mất mặt, quá mức với mất bình tĩnh. Mọi người cũng không để ý sự mất bình tĩnh vừa rồi của Lý Vân Uyển, chỉ cảm thấy buồn cười mà thôi, sau khi cười xong, lại quay về chính sự. Tôi nghe nói Tề Đẳng Nhân anh có một chiếc Aston Martin 177 đúng không? Có thể mượn một chút hay không?
lúc triển lãm xe cần dùng đến. Trần Ngư hỏi. Xe của tôi đã đưa cho cô ấy, cái này cô phải hỏi cô ấy. Tề Đẳng Nhân nói. Trần Ngư quay đầu nhìn về phía Lý Vân Uyển, hỏi, Lý Tổng, có thể chứ? Lý Vân Uyển nói, Trần Tiểu Thư, không thành vấn đề, chút nữa cô cứ trực tiếp bảo người tới gara lấy đi. Sau khi ăn cơm xong, ba người cùng nhau tạm biệt rời đi. Em muốn bóp chết anh. Người vừa đi, Lý Vân Uyển lập tức hung thần ác sát mà xông lên, mở hai tay ra, một bộ dáng như muốn ăn thịt người. Là chính em hiểu lầm, không liên quan gì tới anh mà. Tề Đẳng Nhân dễ dàng né tránh. Lý Vân Uyển trực tiếp nhào lên sofa, ai oán nói, thật là nhục nhã quá đi. Vốn dĩ đã không ưu tú bằng người ta rồi, còn để người ta nhìn thấy một màn nhục nhã như vậy, muốn chết quá. Tề Đẳng Nhàn giật mình, ánh mắt ôn hòa sờ đầu cô ta, nói, em đã rất nỗ lực rất ưu tú rồi, hơn nữa, tương lai cũng sẽ càng ưu tú hơn. Hành trình đến thủ đô lần này của Lý Vân Uyển không phải đặc biệt thuận lợi, dù sao, nơi đầm nước sâu thẳm như thủ đô, đặc biệt nhiều người khốn nạn. Lần này cô ta đến thủ đô, trên cơ bản chỉ là ném đá dò đường, đồng dạng, cũng là mở rộng tầm mắt. Được một vài ông chủ lớn đánh giá cao, cũng gặp phải một vài khó khăn, chịu không ít xem thường, cũng nhận được một số tràng pháo tay khen ngợi. Điều này làm trong lòng cô ta nhận ra được khoảng cách giữa bản thân và hướng đông tình còn cần một quãng đường dài phải đi, sâu trong nội tâm đôi khi cũng không tránh khỏi sự chán nản. Cô ta nhìn không được mà nghĩ, nếu tùy tiện chọn một trong ba người phụ nữ trong phòng hôm nay đến thủ đô thì sai. Chắc chắn, sẽ không có bất kỳ người nào dám xem thường cho dù là đi chăng nữa. Em kế tiếp còn cần phải học hỏi và tích lũy thêm, sau đó, đến nước Mỹ tiếp nhận công việc. Nơi đó, sẽ còn có sân khấu lớn hơn nữa đang chờ đợi em. Tề Đẳng Nhân nói. Nước Mỹ đương nhiên là một nơi càng phức tạp hơn, hơn nữa còn nằm ngoài tầm tay của Tề Đẳng Nhân, sẽ là nơi khảo nghiệm năng lực làm việc của Lý Vân Uyển. Chẳng qua, hắn cũng đã an bài xong xuôi hết rồi, đến lúc đó cũng sẽ đưa Irina Zinva qua cùng, có yêu tinh này trợ giúp, hẳn là có thể giảm bớt rất nhiều áp lực cho Lý Vân Uyển. Hướng đông tình cũng từng nghi ngờ quyết định này của Tề Đẳng Nhân. Nhưng Tề Đẳng Nhân nói, nếu một người đàn ông ngay cả người phụ nữ bên gối của mình cũng không dám tin, thì người đàn ông này không phải là độc tài, mà là một kẻ thất bại. Lý Vân Uyển bò dậy, mỉm cười, nói, em đã tham gia rất nhiều đại hội, gặp được nhiều nhân vật lớn mà chỉ có thể nhìn thấy ở trên TV, cũng học hỏi được rất nhiều thứ. Nói tóm lại, em rất vừa lòng với chuyến đi này. Tề Đẳng Nhân nói, em vừa lòng là tốt rồi. Anh cho em thả lỏng 3 ngày, em nghỉ ngơi cho tốt để chuẩn bị cho công việc sắp tới. Lý Vân Uyển nói, được được được, hôm nay anh cùng em đi quán ba thư giãn đi, đã lâu rồi không nhảy disco. Tề Đẳng Nhân nhìn cô ta bằng ánh mắt kỳ quái, nói em còn thích nhảy disco. Lý Vân Uyển lập tức thẹn thùng giả bộ ngây thơ nói, em uống rượu, em hút thuốc, em thường xuyên hộp đêm. Nhưng em là một người phụ nữ tốt. Khóe miệng Tề Đẳng Nhân run rẩy. Bản thân Lý Vân Uyển cũng bị câu nói này làm cho bật cười, nói, đi thôi, hôm nay em nhất định phải đến quán ba quẩy, cho dù Thiên Vương lão tử có tới cũng mặc kệ. Tề Đẳng Nhân suýt nữa thì quên, người phụ nữ Lý Vân Uyển này trước kia cũng là một tracker, có thể khiến nhóm người theo đuổi cô ta bị chơi đùa đến quay vòng vòng, nhưng cố tình lại không ai có thể chiếm được tiện nghi của cô ta. Tề Đẳng Nhân cũng chỉ có thể cùng cô ta đến quán ba nổi tiếng nhất thành phố Trung Hải, nổi tiếng nhất quán ba Kim Thành. Cái quán ba này sở dĩ gọi là Kim Thành, là bởi vì người tới nơi này quẩy, đều là những người tiêu tiền như nước. Tề Đẳng Nhân không phải đặc biệt thích tới những nơi như này, hắn ngược lại càng thích những quán ba nhỏ yên tĩnh như quán của Trương Tĩnh mở hơn, thậm chí, đến những quán ba như vậy thỉnh thoảng còn có thể hấp dẫn tới một vài nhân vật nổi tiếng như Triệu Hồng Nê lên đài đánh đàn. Lý Vân Uyển thân cao chân dài vừa mới tiến vào quán bar đã trở thành con mồi trong lòng vô số đàn ông, đáng tiếc, Lý Vân Uyển hiện tại lại không có tâm tư xem bọn họ là con mồi để chơi đùa. Ai, cảm giác đây không phải là quyết định tốt, hiện tại trở lại nơi này, tâm cảnh hoàn toàn khác so với trước kia. Sau khi, Lý Vân Uyển chọn một ly rượu, uống được hai ngụm rồi ngồi xuống, căn bản không đứng dậy được. Phía dưới sàn nhảy là một đám quần ma loạn vũ. Đầu tóc phụ nữ thì rối như ma,
còn đàn ông lại hứng phấn cứ như cắn thuốc. Tề đẳng nhân nói, vì sao? Bởi vì ba người phụ nữ hôm nay trong nhà xuất hiện kia, tuyệt đối sẽ không tới loại những nơi như này để chơi, hơn nữa, cũng không muốn chơi. Lý Vân Uyển lắc đầu thở dài. Đây cũng chỉ là sở thích của mỗi người khác nhau, Tề đẳng nhân nói. Là sự khác nhau giữa phẩm vị, hay là sở thích cá nhân? Lý Vân Uyển lại nói. Sau đó, cô ta ngẩn người, nói MWTF. Tề đẳng nhân nhìn theo tay cô ta chỉ thì thấy một người phụ nữ đầu tóc bù xù, nhảy nhót điên cuồng như một kẻ điên ở giữa sàn nhảy, trông rất kỳ cục. Em con mẹ nó tam quan vỡ nát rồi. Khóe miệng Tề đẳng nhân điên cuồng run rẩy, không thể tin tưởng mà nhìn một đám vệ sĩ vây quanh Trần Ngư đang điên cuồng nhảy nhót giữa sàn. Trần Ngư không biết hành động trông cực kỳ điên cuồng của bản thân đã bị Tề đẳng nhân nhìn thấy hoàn toàn, trên khuôn mặt đều là vẻ say mê hưởng thụ không khí náo nhiệt của quán bar, nhảy đến mồ hôi chảy đầm đìa. Bộ dáng này, nào có nửa điểm khí chất nữ thần như lần đầu gặp mặt. Cẩn thận, đừng để cô ấy nhìn thấy, bằng không chúng ta sẽ bị diệt khẩu mất, Tề đẳng nhân ho khan một tiếng, nắm tay Lý Vân Uyển ấn xuống dưới. Hiện tại em cảm thấy phẩm vị của em không phải là vấn đề, em lại tự tin lại rồi. Lý Vân Uyển trực tiếp kéo tay Tề đẳng nhân kéo cả người đi qua, lẫn vào đám người nhảy nhót giữa sàn. Lá ngọc cành vàng như Trần Ngư, vừa sinh ra đã ngậm thìa vàng, không chừng từ nhỏ còn có giáo viên dạy lễ nghi mọi lúc mọi nơi xét nét, dạy cô ta phải lễ phép như thế nào. Cô ta vừa rời không Nam Dương, lập tức giống như ngựa hoang đứt cương, trở nên tùy tâm sở dục hơn. Mặc cho ai cũng không thể tưởng nổi, đại tiểu thư Trần gia ở Nam Dương bày ra dáng vẻ này trong một quán bar ở thành phố Trung Hải. Chẳng qua, cho dù Trần Ngư có điên, thì cũng phải đảm bảo an toàn, nếu không cũng không mang theo vệ sĩ cùng đi nhảy disco, trực tiếp bao vây xung quanh cô ta một vòng. Một đám người mặt mày sát khí như thần lần lượt đứng xung quanh, một tay còn đút trong túi áo để phòng, vừa nhìn là biết không dễ chọc, ngay cả những người đàn ông tinh anh tự cho mình lợi hại. Một người cũng không dám đến gần trò chuyện. Bố cục như này, đủ để dọa lui 99,99% đám đàn ông. Lý Vân Uyển phát hiện ánh mắt của Tề đẳng nhân vẫn đang hướng về phía Trần Ngư qua những khoảng trống trong đám đông, cô ta bất mãn, duỗi ra tay, trực tiếp mạnh mẽ xoay đầu hắn quay lại. Có cái gì mà đẹp? Lý Vân Uyển đằng đằng sát khí hỏi, em không đẹp bằng cô ta sao? Cũng không phải. Chỉ là cảm thấy rất thú vị thôi. Tề đẳng nhân cười cười, kiểu điên cuồng trong âm nhạc này không phù hợp với hắn, hứng thú không nhấc lên nổi. Không được nhìn cô ta, Lý Vân Uyển bá đạo nói, trực tiếp dán mặt lại gần, không kiêng nể gì mà hôn lên. Tề đẳng nhân cảm thấy như vậy quá đổi phong bại tục sao. Nhưng ánh mắt cô ta đảo qua, thấy mấy người nam nữ xung quanh đều là bộ dáng này, tâm thái dịu xuống, thản nhiên tiếp nhận. Sau khi nhảy đến đầu đầy mồ hôi, Lý Vân Uyển cảm thấy rất mỹ mãn, cảm giác những áp lực gần đây đều biến thành hư không, trực tiếp lôi kéo Tề đẳng nhân trở lại quầy bar. Tề đẳng nhân quay đầu lại nhìn, Trần Ngư vẫn còn đang nhảy nhót, hắn lắc đầu, người phụ nữ này, thật đúng là biết chơi. Ngày thường suốt ngày bày ra bộ dáng như nữ thần, còn đặc biệt đeo thêm cặp mắt kính, quả thực khí chất người người, bây giờ vào hộp đêm lại như biến thành người điên. Lý Vân Uyển cũng xem đến ngon lành, cười nói, xem ra, đại tiểu thư Trần gia cũng có áp lực mà người khác không thể tưởng được. Tề đẳng nhân nói, mỗi nhà mỗi cảnh, điều này rất bình thường. Trần Ngư giống như trời sinh đã có giác quan thứ 6 vô cùng mạnh mẽ, ở trong quán ba nhiều người ồn ào như vậy, thế nhưng liếc mắt một cái là có thể thấy ngay hai người Lý Vân Uyển và Tề đẳng nhân đang ngắm nghía mình một cách thích thú. Cô ta lập tức nhe răng trợn mắt cười. Tề đẳng nhân run lên một cái, như thế nào lại cảm giác hàm răng kia, giống như vừa xẹt qua tia sáng lạnh như dao. Không xong rồi, anh nhất định sẽ bị diệt khẩu, Tề đẳng nhân nói khẽ với Lý Vân Uyển. Đừng sợ, chúng ta có nhược điểm của cô ta, Lý Vân Uyển mở miệng cười nói. Trần Ngư đã đi tới, vẫy vẫy tay, bảo đám vệ sĩ lui sang một bên, cười nói tôi bây giờ nên diệt khẩu, hay là mua chuộc đây? Cô nhảy thật giỏi đó, tôi kính cô một ly. Tề đẳng nhân bưng ly rượu lên, mỉm cười nói với Trần Ngư. Lý Vân Uyển cũng cười nói,
không nghĩ tới Trần Tiểu Thư cũng thích đến quán ba quẩy đấy, xem cô vừa rồi nhảy quá sung sức, nên chúng tôi không quấy rầy. Trần Ngư nói, chê cười, tôi chỉ là thư giãn chút mà thôi. Mọi người nhìn thấy Trần Ngư chủ động hùa theo đùa giỡn với hai người Lý Vân Uyển và Tề Đẳng Nhân, đều hơi kinh ngạc, nói vậy, một nam một nữ này cũng là nhân vật có địa vị đúng chứ. Sau Trần Ngư ngồi xuống, nhẹ nhàng sửa sang tóc tai một chút, lấy cặp kính không tròng từ trong túi áo sơ mi ra mang lên, lắc mình biến hóa, trực tiếp từ một người điên trở thành nữ thần. Ngay cả Lý Vân Uyển âm thần ngạc nhiên đối với khi thay đổi khí chất một cách tự nhiên của Trần Ngư. Áp lực rất lớn sao? Tề Đẳng Nhân nhìn Trần Ngư, hỏi. Suýt chút nữa đã chết, anh nói xem áp lực có lớn không? Trần Ngư cười nói, đổi là anh, mỗi ngày đều phải lo lắng hãi hùng, áp lực có lớn không? Cho dù chỉ là một đứa nhỏ chạy ngang qua thôi cũng làm tôi lo sợ, rằng trên người nó có bom hay không. Cuộc sống như vậy, nếu không thì anh tới thử xem. Tề Đẳng Nhân lắc đầu nói, thật ngại quá, trình độ võ nghệ của tôi cao, cho dù không nghe không thấy, cũng có trực giác để né tránh nguy hiểm. Đúng thật là không cảm nhận được áp lực gì. Trần Ngư nói với Lý Vân Uyển, hôm nay không phải cô muốn giết hắn sao? Chúng ta liên thủ đi, như thế nào? Lý Vân Uyển búng tay một cái, nói ý kiến hay, tôi đã sớm muốn đổi người đàn ông khác. Trần Ngư nói, tên cha nam này, ngày đó còn đưa ra điều kiện với tôi, cô biết hắn đưa ra điều kiện gì không? Ánh mắt của Tề Đẳng Nhân lúc này có thể giết người. Điều kiện gì? Lý Vân Uyển tò mò hỏi. Trần Ngư bật cười, nhưng cuối cùng cũng không có bán đứng bạn bè. Tề Đẳng Nhân nhẹ nhàng thở ra, lúc này, thiếu chút nữa đã đến phiên hắn đi diệt khẩu. Trần Ngư tùy tay sửa sang lại đầu tóc bị mồ hôi làm cho ướt nhẹp, nhất cử nhất động tùy ý đều lộ ra vẻ phong tình vạn trùng, đám sói đói trong quán ba đều trợn mắt muốn lòi ra ngoài. Đáng tiếc, một người phụ nữ cực phẩm như vậy, sao lại có bối cảnh lớn như vậy chứ? Chỉ đến ba nhảy nhót thôi cũng phải mang theo 10 tên vệ sĩ. Lý Vân Uyển và Trần Ngư cùng nhau trò chuyện vui vẻ, chủ yếu là Lý Vân Uyển hỏi, Trần Ngư trả lời, cô ta rất tò mò cuộc sống của người sinh ra đã ngậm thìa vàng như Trần Ngư như thế nào. Yo, cây gậy nhỏ. Lý Vân Uyển đang trò chuyện với Trần Ngư, bỗng nhiên nghe Tề Đẳng Nhân kêu to một tiếng, đứng dậy chào hỏi. Đột nhiên như vậy, làm cô ta giật mình. Càng đừng nói tới người bị Tề Đẳng Nhân xưng hô cây gậy nhỏ. Bác Sung Xin lảo đảo một cái, suýt nữa trực tiếp té ngã trên mặt đất, quay đầu lại, tức giận điên người, giận dữ nói, sao đi đâu cũng gặp phải cậu vậy hả, đồ tang môn tinh. Cây gậy nhỏ, 100 triệu đã chuẩn bị xong chưa? Sắp đến cuối tháng kiểm kê rồi, mấy chuyến hàng ở đây có chút đáng sợ đó. Tề Đẳng Nhân cười tủm tỉm đi tới phía trước, nói. Một đám vệ sĩ của Park Sung Shin như vào lâm đại địch, vô cùng cảnh giác mà nhìn hắn. Park Sung Shin tức giận mặt đỏ bừng, cả người run rẩy. Sau khi thuốc đặc trị của Tề Đẳng Nhân vừa ra, doanh số của dược phẩm Thượng Thiện lập tức co lại, ba bệnh viện hàng đầu dần dần không hợp tác với họ nữa. Cứ tiếp tục như vậy, dược phẩm Thượng Thiện vốn là cố ý dùng để chèn ép dược phẩm Thiên Lai, nhưng bây giờ ngược lại sắp đóng cửa vì phá sản. Tôi đã cho cậu mặt mũi, nói chuyện khách khí với tôi một chút, đừng có há mồm ngậm miệng là không tôn trọng người khác. Park Sung Shin nổi giận đùng đùng nói. Cây gậy nhỏ, anh cũng không thể nói lời không giữ lời được. Anh chính là người đại diện cho danh dự của Triều Tiên các anh đấy. Tề Đẳng Nhân mỉm cười nói. Hắn thật ra chưa từng nghĩ tới, hôm nay tới quán ba là có thể gặp được Park Sung Shin, chẳng qua, nếu đã gặp được, vậy thì đương nhiên không thể buông tha. Lúc trước Park Sung Shin chèn ép việc làm ăn của dược phẩm Thiên Lai không thể triển khai, hiện tại, dược phẩm Thiên Lai dựa vào phương thuốc của Trần gia cho ra cục diện hiện tại, đương nhiên phải hoàn trả những khó chịu mà hắn khi đó phải gánh chịu. Park Sung Shin lạnh mặt nói, tôi không có hứng thú nói dòng dài với cậu ở chỗ này, tôi còn phải đi gặp nhân vật quan trọng của tập đoàn Thượng Tinh chúng tôi. Tề Đẳng Nhân cười nói, cây gậy nhỏ, hiệp nghị đánh cược của chúng ta đâu, anh đừng hòng chạy. 100 triệu mà thôi, tôi cho anh là được, Park Sung Shin cắn răng nói. Tề Đẳng Nhân nhún vai, không nói nữa. Đúng lúc này, một người phụ nữ tầm 30 tuổi trở lên mang dáng vẻ như một phu nhân bước ra.
Sau khi Park Sung-sin nhìn thấy người phụ nữ này, vội vàng một cúi đầu, hai chân khép lại, hơi khom lưng nói, tôn phu nhân. Trên người người phụ nữ mang một chiếc váy ống màu đỏ rượu, chân mặc quần tất đen, dưới chân là giày cao gót 7 cm, trên vai khoác một bộ lông màu trắng, lộ ra vẻ quý phái uy nghiêm. Vị tôn phu nhân này có một gương mặt trái xoan tinh xảo, trang điểm nhẹ, lộ ra đôi mắt đẹp tràn đầy khí chất cùng sống mũi cao, duy chỉ có đôi môi mỏng manh khiến người ta cảm thấy có chút cay nghiệt. Park Tổng, tiền đầu tư cho tập đoàn Thượng Tinh là để anh làm ăn, không phải để anh đấu đá với người khác, càng không phải để anh ném tiền như ném đá qua sông. Trên khuôn mặt trắng nõn của Tôn Dĩnh Thục không có biểu tình gì, nhưng ngữ khí mang theo khinh thường mà nói. Park Sung-sin luôn luôn kiêu ngạo ở trước mặt người phụ nữ này, ngay cả nói lớn cũng không dám, chỉ tỏ vẻ nơm nớp lo sợ nói, phu nhân, là sai lầm của tôi, xin ngài tha thứ. Tề Đẳng Nhân nhếch miệng cười nói, cây gậy nhỏ, nếu anh sớm thức thời như vậy, cũng sẽ không thua 100 triệu dưới tay tôi. Park Sung-sin tức giận muốn bão nổi, nhưng lại không dám vô lễ ở trước mặt Tôn Dĩnh Thục, chỉ có thể chịu đựng. Tôn Dĩnh Thục liếc mắt nhìn Tề Đẳng Nhân một cái, nhàn nhạt nói, vị tiên sinh này, há mồm ngậm miệng là mang theo từ ngữ mang tính vũ nhục người khác, cũng không phải là chuyện mà một người văn minh nên làm. Tề Đẳng Nhân cười nói, những lời này của ngài rất có đạo lý, là đàn ông sao có thể xưng hô là cây gậy nhỏ, như vậy quá vũ nhục người khác. Park Sung-sin hừ lạnh trong lòng, cái tệ bắt nạt kẻ yếu này, ở trước mặt tôn phu nhân của chúng ta thì chỉ có thể hèn mọn cúi đầu mà thôi. Người Triều Tiên các người kiêng kỵ nhất người khác nói nhỏ, vậy về sau, tôi sẽ gọi anh là cây gậy to đi. Tề Đẳng Nhân duỗi tay vỗ vai Park Sung-sin, bộ dáng như rất thân thiết với anh ta. Park Sung-sin tức giận đến suýt nữa trực tiếp ngất đi. Ngay cả Tôn Dĩnh Thục quanh thân quý khí 10 phần cũng giật mình, sau đó khóe miệng nhếch lên, suýt nữa phụt cười ngay tại chỗ. Đây là lời mà con người có thể nói sao? Cây gậy to, cuối tháng nhớ chuyển 100 triệu tới cho tôi đấy. Tề Đẳng Nhân cười ha hả nói. Làm kẻ thù ghê tởm là chuyện hắn thành thạo nhất. Trần Ngư và Lý Vân Uyển ngồi tại chỗ ngồi, nhìn một màn này, cười muốn bể bụng. Hắn luôn là làm người khác tức giận như vậy sao? Trần Ngư nhìn không được mà hỏi một câu. Đúng vậy, có đôi khi làm tôi tức muốn chết, Lý Vân Uyển chép miệng, nói. Trần Ngư gật đầu, cô ta và Tề Đẳng Nhân tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng cũng đã trải nghiệm qua bản lĩnh làm người khác tức giận của hắn, thật sự rất đáng ghét. Ha ha ha, hơn nửa đêm cô đưa thẻ mở cửa cho hắn, vậy mà hắn lại nói một câu cảm ơn rồi bảo cô trở về. Đúng là IQ thấp, Trần Ngư nghe Lý Vân Uyển kể nhiều chuyện, cô ta lại nhìn không được cười to. Các cô thì vui cười, nhưng tâm tình Tôn Dĩnh Thục lại không tốt như vậy. Không có bao nhiêu người đàn ông dám nói chuyện ngọt xớt với cô ta như vậy. Ra đi! Tôn Dĩnh Thục vừa quay đầu, nói với cấp dưới đứng bên cạnh một câu. Trần Ngư bỗng nhiên giật mình, nói, a, đó là Lý Hạo Dân đúng không, cựu quán quân cuộc thi Taekwondo thế giới, đai đen 9 đẳng. Thì ra sau khi anh ta xuất ngũ đi thì làm vệ sĩ cho Tôn Phu Nhân. Lý Vân Uyển nhìn không được hỏi, Tôn Phu Nhân này là ai? Cô biết người này sao? Trần Ngư nói, đó là Tôn Dĩnh Thục, ai mà không biết, 10 năm trước cô ta gả vào tập đoàn Thượng Tinh, sau khi chồng cô ta qua đời, cô ta lập tức khống chế quyền lực, được xưng với cái danh là nhân vật đứng trên đỉnh kim tự tháp ở Triều Tiên. Lý Vân Uyển há hốc miệng, cảm thấy Tề Đẳng Nhân lại chọc phải chuyện lớn rồi. Đừng lo lắng, ở Hoa Quốc, cô ta cũng chỉ cỡ cỡ tôi. Trần Ngư lại nói một câu làm an tâm Lý Vân Uyển hơn. Lý Hạo Dân mặc một bộ vest đen bước ra từ bên cạnh Tôn Dĩnh Thục. Anh cao 1,8 mét, đẹp trai cao ráo, là oppa trong mơ của mọi cô gái. Lý Hạo Dân, là cái người có khuôn mặt của minh tinh, là nhà vô địch Taekwondo thế giới, thế mà lại làm vệ sĩ cho người phụ nữ này. Người phụ nữ kia có lai lịch gì mà để Lý Hạo Dân làm vệ sĩ? Thật lợi hại. Đây là vị khách ngoại quốc vừa mới đến thành phố Trung Hải của chúng ta không lâu. Tên là Park Sung-sin, là người của Tài Phiệt Thượng Tinh, có thể khiến anh ta kính cẩn như vậy, chỉ có thể là người của Tài Phiệt Thượng Tinh mà thôi. Hình như tôi từng nhìn thấy hình ảnh của người phụ nữ này ở trên trang tin tức nào đó, xem ra lai lịch không tầm thường.
Sự náo nhiệt ở đây đã thu hút sự chú ý của một số người. Những người có thể ra vào quán Ba Kim Thành thường là những người có sức chi tiêu vượt xa người thường, họ nắm bắt thông tin nhạy bén hơn, ngay lập tức đã nhận ra Lý Hạo Dân. Tề Đẳng Nhàn lắc đầu, nói, Đại Bổng Tử Phu Nhân, chúng ta đều là những người sống văn minh, thay vì động thủ thì hãy ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng. Đại Bổng Tử Phu Nhân, ý chỉ Tôn Dĩnh Thục. Năm chữ Đại Bổng Tử Phu Nhân trực tiếp làm trán của Tôn Dĩnh Thục xuất hiện những đường gân xanh nhỏ. Bà ta khẽ mỉm cười với Tề Đẳng Nhàn, nói, bây giờ cậu nên nhận lỗi với Bác Tổng, đồng thời hủy kèo cá cược này của các người đi. Tôi có thể không nhắc lại sự lỗ mãng vừa rồi của cậu. Tề Đẳng Nhàn thản nhiên nói, vậy thì cũng không được, một lần đánh mất cả trăm triệu cũng có chút thiệt thòi đúng không? Thế tôi thà bị đánh còn hơn. Trong đám người truyền đến tiếng sặc rượu, tất cả mọi người đều dở khóc dở cười, ai cũng từng gặp qua những gã đàn ông hèn hạ, nhưng chưa từng thấy gã đàn ông nào hèn hạ đến như thế này. Đánh gục cậu ta rồi ném ra ngoài, Tôn Dĩnh Thục nói xong liền xoay người chuẩn bị rời đi. Đại Bổng Tử Phu Nhân, tốt hơn hết bà nên ở lại đây và bảo thuộc hạ của mình nhặt xác về đi. Tề Đẳng Nhàn mặt không biểu cảm đáp. Tôn Dĩnh Thục lập tức dừng lại, ngoảnh đầu, ảm đạm nói, được, tôi muốn xem cậu bị đánh chết như thế nào. Bác Sung Xin trong lòng tràn đầy vui sướng, từ miệng tên ngốc Tề Đẳng Nhàn này đã nói ra những lời đắc tội với Tôn Phu Nhân, hơn nữa Lý Hạo Dân còn là cựu vô địch Taekwondo thế giới, đã đạt đến đai đen đẳng 9 chuyên nghiệp. Để Lý Hạo Dân ra tay, chắc chắn sẽ vặn cái đầu của tên họ Tề kia xuống đá như một trái bóng. Tên ngốc này thế mà lại dám đem sở thích của bản thân ra để thách thức chén cơm của người khác. Lý Hạo Dân không nói hai lời, bước lên phía trước, giơ chân phải lên, đá một cú vào eo Tề Đẳng Nhàn. Cú đá này, chỉ có thể dùng một từ để miêu tả nhanh. Ngoài từ nhanh ra không còn từ nào có thể diễn tả nổi. Dù sao cũng. Nó nhanh và rất nhanh. Không hổ là nhà vô địch thế giới, đã mấy năm không gặp anh ấy trên đài, những cú đá vẫn sắc bén như tia chớp vậy. 2. Người thanh niên này đắc tội với ai không đắc? Lại đắc tội với một bà trùm trong tài phiệt thượng tinh, hơn nữa vệ sĩ của bà ta là Lý Hạo Dân đấy. Má nó, người cao ly đến đất nước của chúng ta lại kiêu ngạo như vậy. Thật đáng hận, nhưng mà... Chàng trai trẻ này có lẽ sẽ phải chịu oan ức rồi. Có thể xem cựu vô địch Taekwondo thế giới đánh người, mọi người vô cùng phấn khích, ai cũng đều đã uống quá nhiều rượu, ai cũng đang trong trạng thái hưng phấn. Tề Đẳng Nhàn cũng cảm thấy động tác của đối thủ nhanh hơn người bình thường, anh ta tiến lên bằng chân phải rồi nhấc chân lên giáng xuống cho đối thủ một cú hùng kê khiêu cước. Ha ha ha, chấm. Chân phải của Lý Hạo Dân giống như roi ra vậy. Điên cuồng tấn công lên đôi chân nhỏ của Tề Đẳng Nhàn, những cú đá đột ngột khiến cơ thể Tề Đẳng Nhàn khẽ run. Thế nhưng, sống lưng Tề Đẳng Nhàn giật nhẹ, cơ thể vẫn đứng vững giống như bàn thạch. Trong ánh mắt Lý Hạo Dân hiện lên một tia kinh ngạc, chân của anh ta ngay cả gạch đá cũng có thể làm nổ tung, vậy mà không thể làm Tề Đẳng Nhàn bị thương dù chỉ một chút nào. Taekwondo cũng là một môn võ nổi tiếng trên thế giới. Nhưng cách đánh của nó quá chú trọng đến các kỹ thuật ở chân và phần thân trên. Mặc dù Lý Hạo Dân này là một tuyển thủ đẳng 9, hơn nữa kinh nghiệm thi đấu cũng rất phong phú, nhưng nếu anh ta gặp một đối thủ lợi hại hơn một chút, chắc chắn anh ta sẽ chịu thiệt. Tuy nhiên, cách di chuyển của anh ta thực sự rất nhanh. Tốc độ có thể bù đắp cho những thiếu sót của môn võ này. Tề Đẳng Nhàn thầm nghĩ trong lòng, đây là lần đầu tiên hắn đấu với một cao thủ Taekwondo. Trong lòng hắn không hề đánh giá thấp khả năng võ thuật của đối thủ, cho rằng tất cả chỉ là những suy nghĩ viển vông, nhưng cẩn thận phân tích ưu điểm và nhược điểm, lại có thể chiếm được nhiều ưu thế hơn. Sau một cú hụt chân, Lý Hạo Dân bước nhẹ về phía trước, bắp chân co lại như lò xo, một tiếng phịch vang lên, Lý Hạo Dân đá thẳng một cước vào cằm Tề Đẳng Nhàn. Giơ chân lên cao có phải hơi ngu ngốc rồi không? Tề Đẳng Nhàn nhàn nhạt cười, vừa định đáp lại. Liền thấy chân sau của Lý Hạo Dân bỗng nhảy lên, thay đổi tư thế chân trên không trung, sau đó đá vào đúng quần hắn. Một tia sáng lóe lên trong mắt Tề Đẳng Nhàn, chiêu thức này đủ lợi hại, lại là một cách đánh chú trọng kỹ năng thực chiến, chứ không phải múa rìu qua mắt thợ. Hắn nhấc chân phải lên, bước lên phía trước, sau khi hạ gục chân của Lý Hạo Dân, hắn liên tiếp lao về phía trước mấy bước.
Thấy hai phần đùi của Tề Đẳng Nhàn lao về phía mình như cối xay, Lý Hạo Dân sử dụng cách đánh liên hoành bóng sư tử, giống như các bậc thầy múa lân dùng chân dẫm lên cọc gỗ vậy. Sắc mặt Lý Hạo Dân có chút thay đổi, sau khi cùng Tề Đẳng Nhàn giao đấu 7, 8 chiêu, bắp chân của anh ta vừa tê vừa giòn. Anh ta liên tục lùi, trong khi đó Tề Đẳng Nhàn liên tục tiến. Ngay lúc Tề Đẳng Nhàn đang tiến về phía trước, Lý Hạo Dân đứng dậy, nghiêng người vung chân, trực tiếp lao vào mặt Tề Đẳng Nhàn. Cách di chuyển thay đổi nhanh chóng linh hoạt, đáng tiếc chỉ giới hạn ở cách di chuyển mà thôi. Trong mắt Tề Đẳng Nhàn thoáng hiện lên một tia thất vọng, dang rộng hai tay, giống như một tấm lưới lớn được quăng ra vậy. Lúc chân phải của Lý Hạo Dân bị hai tay hắn nắm chặt, anh ta đau đớn hét lên, nhìn kỹ mới biết, thì ra không biết từ lúc nào móng tay sắc nhọn của Tề Đẳng Nhàn, cắm sâu vào da thịt anh ta, máu chảy ròng ròng. Lý Hạo Dân lập tức nghiêng người, giơ cùi trỏ huýt vào cổ Tề Đẳng Nhàn. Tề Đẳng Nhàn hoàn toàn không cho hắn cơ hội đánh trả, một chiêu đài thân trưởng trực tiếp giáng xuống đùi của anh ta, rồi nhấc người lên. Anh ta bỗng lay động trên không trung, cơ thể Lý Hạo Dân biến thành một sợi mì trong không trung, bị quăng tới quăng lui, xương cốt lung lay. Những thầy rắn trong dân gian bắt được con rắn độc, họ sẽ nhặt nó lên và lắc mạnh, lắc phần xương mềm mại của nó, để nó không có cách nào quay đầu lại cắn người được. Lúc này, Tề Đẳng Nhàn có hiệu quả kỳ diệu như nhau, trực tiếp khiến Lý Hạo Dân mất đi khả năng chống trả. Đừng nhìn Tề Đẳng Nhàn lúc này nắm bắt dễ dàng, trên thực tế, không có công phu hơn 10 năm thì cũng không làm được. Khả năng lắng nghe được vận dụng trong việc này, giống như cách hắn dạy Dương Quan Quan, đụng vào khả năng của đối thủ. Giống như thừa nước đục thả câu vậy, khi ngón tay có cảm giác sắp chạm vào, thì lập tức bên bắt bên kéo, móng vuốt của đại bàng cắm sâu vào xương tủy. Dùng hết sức bộc phát, có thể tóm lấy xương của một người. Tề Đẳng Nhàn người thản nhiên buông tay ra, cơ thể Lý Hạo Dân lập tức rơi xuống đất, siêu siêu vẹo vẹo, như bị rút hết xương ra. Bẹp! Hai người đánh nhau, Tề Đẳng Nhàn lại lắng nghe bắt người, chỉ là một tia sáng lóe lên, mọi người chưa kịp phản ứng đã thấy Lý Hạo Dân ngã xuống đất. Hô hấp của từng người, gần như dừng lại. Lý Hạo Dân này là nhà vô địch Taekwondo thế giới, là tuyển thủ đai đen đẳng 9 đấy. Thế mà lại bị người khác đánh bại. Người ta dựa vào nắm đấm của mình để kiếm sống, hơn nữa còn giành được vị trí số 1 thế giới. Thế mà lại bị thua dễ dàng như vậy. Khuôn mặt vốn luôn điềm tĩnh như nước của Tôn Dĩnh Thục cuối cùng cũng lộ ra một chút kinh hãi. Taekwondo, chấm. Một môn võ đáng để học thử, đáng tiếc là quá chú trọng cách di chuyển. Dẫn đến năng lực võ thuật phần thân trên quá yếu. Nếu như có thể kết hợp với thái cực quyền, ngược lại cũng không tệ. Sau khi Tề Đẳng Nhàn giải quyết Lý Hạo Dân xong, mặt hắn lạnh nhạt đánh giá. Trần Ngư chậc lưỡi nói, dáng vẻ cũng khá đẹp trai đó chứ, có phong độ của tông sư, có lẽ chỉ có những lúc như thế này tên nhóc kia mới khiến người khác hài lòng nhỉ. Lý Vân Uyển gật đầu đáp, cho là như vậy đi, bình thường cậu ta ngứa đòn lắm. Sắc mặt đám vệ sĩ của Tôn Dĩnh Thục bỗng thay đổi, lập tức bao quanh cô ta, không cho Tề Đẳng Nhàn bất cứ cơ hội nào. Trình của các người quá kém, không bảo vệ nổi đại bổng tử phu nhân đâu, tôi muốn giết bà ta, có gấp đôi người cũng vô dụng. Tề Đẳng Nhàn chậm rãi nói, ánh mắt mang theo sự khinh thường và giễu cợt. Park Sung Shin ở một bên miệng cũng sắp rớt xuống đất luôn rồi. Cựu quán quân vô địch Taekwondo thế giới, thế mà lại không phải là đối thủ của hắn. Bị hắn đánh bại dễ dàng như vậy, đùa kiểu gì thế? Trong lòng anh ta vô cùng hoảng sợ, trước đây có mấy lần anh ta chủ động tìm Tề Đẳng Nhàn đánh nhau. Cũng may là cuối cùng không thành công, nếu không người bị đánh thành đầu heo, e rằng chỉ có thể là anh ta. Gương mặt xinh đẹp của Tôn Dĩnh Thục vô cùng khó coi, cô ta đường đường là một trong những bà trùm của tài phiệt thượng tinh, thế mà lại bị người khác làm cho mất mặt. Một lát sau, Tôn Dĩnh Thục nói, chỉ có thể đánh đấm, cũng chẳng có tác dụng gì. Tề Đẳng Nhàn đáp, đúng là chẳng có tác dụng, nhưng tôi không chỉ có thể đánh đấm, mà còn có thể giết người đấy. Nếu như cô muốn chết, có thể nói với tôi bất cứ lúc nào. Nói xong câu đó, Tề Đẳng Nhàn cười cười, nói tiếp, tiểu bổng tử, tiền cược 1 tỷ tuyệt đối đừng để thiếu, nếu không, tôi sẽ cho các người biết Diêm La Vương trông như thế nào. Park Sung Shin nuốt nước bọt ừng ực. Trong lòng có chút cảm thấy sợ hãi.
Lúc này ông chủ của quán ba Tôn Trạch Vũ chạy đến, nhìn thấy tình hình hiện tại, gấp gáp hỏi, Tôn phu nhân, xảy ra chuyện gì thế? Tôn Trạch Vũ cũng họ Tôn, nhưng rõ ràng không có quan hệ gì với Tôn Dĩnh Thục. Tôn Dĩnh Thục là người Cao Ly. Ông chủ Tôn, tên nhóc này bất lịch sự quá, tôi hy vọng lúc đến quán ba của ông tiêu tiền, còn gặp phải loại người có phẩm chất thấp kém như này. Tôn Dĩnh Thục đưa tay chỉ Tề Đẳng Nhàn, tao nhã nói. Tề Đẳng Nhàn chỉ nở một nụ cười, Tôn Dĩnh Thục này đúng thật là một người phụ nữ trưởng thành đấy, mọi cử chỉ hành động đều toát lên vẻ quyến rũ riêng của một người phụ nữ trưởng thành. Những người đàn ông có đạo đức thấp kém, e là hận không thể đem hai tròng mắt nhét vào trong ngực cô ta. Tôn Trạch Vũ nghe Tôn Dĩnh Thục nói vậy, sắc mặt lập tức trầm xuống, nói Tôn phu nhân là bà chủ lớn tương lai của quán ba Kim Thành chúng tôi. Cậu đắc tội với cô ấy, vậy thì đừng bao giờ vào quán ba của chúng tôi nữa, cút đi. Tề Đẳng Nhàn đáp, đúng thật là tôi chưa từng thấy qua ông chủ nào lại chủ động đuổi khách quen đi đâu. Tôn Trạch Vũ lạnh lùng, nói, bớt nói những lời vô ích, cút mau đi, nếu không, đúng trách tôi dùng thủ đoạn. Lúc này, Trần Ngư đi ra, bình thản nói, từ lúc nào mà Tôn phu nhân trở thành bà chủ lớn của quán ba Kim Thành này vậy? Sao tôi lại không biết nhỉ? Sau khi nhìn thấy Trần Ngư, Tôn Dĩnh Thục nhíu mày một cái, bình tĩnh trả lời, tài phiệt Thượng Tinh chúng tôi quyết định đầu tư cho ông chủ Tôn, biến quán ba Kim Thành thành một chuỗi cửa hàng, đương nhiên tôi sẽ là sếp của ông ấy. Âu, thật ngại quá, tôi đã mua quán ba Kim Thành này rồi, ở đây lời tôi nói mới được tính. Lúc này Trần Ngư nở một nụ cười, chỉ tay vào bảo vệ, 1 tỷ. Bảo vệ sững sờ. Không nói hai lời lấy ra một tấm chi phiếu đưa cho Trần Ngư ký tên. Sau khi Trần Ngư kia tên xong, đi đến trước mặt Tôn Trạch Vũ, cười hì hì trực tiếp nhét tấm chi phiếu vào túi áo ông ta, nói, nghe hiểu rồi chứ. Sắc mặt Tôn Trạch Vũ thay đổi, lạnh giọng nói, đùa kiểu gì thế, cậu nói mua thì là mua à? Tôi không đồng ý. Trần Ngư bình tĩnh trả lời, bây giờ ông có hai lựa chọn, một là quỳ xuống xin lỗi bạn tôi. Hai là ngoan ngoãn bán quán ba lại cho tôi, chọn một trong hai. Ngược lại Tôn Dĩnh Thục không hề nghĩ đến, đại tiểu thư của Trần Gia sẽ xuất hiện ở quán ba Kim Thành, hơn nữa dường như là cùng một bọn với Tề Đẳng Nhàn. Hai người phụ nữ đối lập nhìn nhau, tạo nên một phong cảnh độc nhất vô nhị. Bình thường đều là tôi bị người khác bắt quỳ xuống xin lỗi, không ngờ ngược lại lần này đại boss lại cho tôi chỗ dựa khiến người khác quỳ xuống xin lỗi tôi. Tề Đẳng Nhàn không thể không vui sướng, thậm chí cảm thấy có chút không quen. Tôn Trạch Vũ trực tiếp cười điên lên, nói, đây là lần đầu tiên tôi gặp kiểu ép buộc mua bán như vậy đấy, cô gái à, cô là ai? Tôi ư, ông hỏi cô ta thì biết, Trần Ngư chỉ tay vào Tôn Dĩnh Thục, nói. Cô ấy và Tôn Dĩnh Thục chẳng có mâu thuẫn gì, Trần Gia và Tài Phiệt Thượng Tinh cũng không có qua lại, chỉ có điều, hôm nay Tề Đẳng Nhàn cùng đám người đang cãi nhau. Đương nhiên cô ấy không có lý nào lại ngồi nhìn mà không để ý. Để Tề Đẳng Nhàn chán nản bị đuổi ra khỏi quán bar, thì cô ấy cũng chẳng còn mặt mũi. Tôn Dĩnh Thục cười cười với Trần Ngư, nói tôi đã quyết định đầu tư cho quán bar Kim Thành, cô đến muộn rồi. Trần Ngư đáp, những lời cô nói, không có hiệu lực. Ánh mắt Tôn Dĩnh Thục sắc bén, nói nếu như lời nói của Tài Phiệt Thượng Tinh chúng tôi không có hiệu lực, vậy tôi không biết. Lời nói của ai, mới được tính là có hiệu lực. Trần Ngư nhún vai, trả lời, rất đơn giản, là tôi nè. Nói xong, cô ấy bấm một dãy số, nói, xin chào, tôi là Trần Ngư, tôi muốn mua quán ba Kim Thành ở tỉnh Trung Hải. Làm phiền nói với ông chủ một tiếng. Tôn Trạch Vũ, nói cô nói với ai cũng vô dụng thôi, tôi sẽ không chịu thua đâu, tôi chỉ thừa nhận Tôn phu nhân thôi. Trần Ngư lắc đầu, không nói chuyện. Bỏ điện thoại vào chỗ cũ. Sắc mặt của Tôn Dĩnh Thục lại không dễ nhìn cho lắm, lạnh lùng nói, xưa nay tôi và Trần Gia ở Nam Dương không thù không oán, cô nhất định phải chọc giận tôi sao? Cô ngay cả bản thân cũng không bảo vệ được chứ đừng nói đến việc cứu người khác, còn nói với tôi mấy lời này. Có buồn cười không cơ chứ? Trần Ngư sững sờ, sau đó cười. Tôn phu nhân, cô yên tâm, quán ba Kim Thành chỉ thừa nhận mỗi mình cô. Ai đến cũng không đáng tin cậy. Đang nói chuyện, điện thoại ông ta reo lên, cầm lên xem xét dãy số, cả người cảm thấy không ổn, sắc mặt trắng bệch đi. Tiểu Tôn à,
có một vị tiểu thư nhìn trúng quán bar của ông rồi, bán cho cô ấy đi. Cô ấy đưa ra bao nhiêu tiền, ông đều phải bán. Bán lỗ, sẽ có người đền bù cho ông, bán lời, vậy đó đều là của ông. Tôn Trạch Vũ khó khăn nuốt nước bọt, nói tôi biết rồi, ngài yên tâm. Không cần hoài nghi sức ảnh hưởng của Trần Gia Nam Dương ở Trung Quốc, trước mắt mà nói, Trần Gia còn độc chiếm Nam Dương, như vậy, bọn họ ở Trung Quốc có một địa vị không thể nào lay chuyển. Dù sao, không phải ai cũng không quên tổ quốc giống như Trần Gia, bằng lòng lấy thấp giá nhiều tài nguyên nhượng lại cho Trung Quốc. Hơn nữa, những tài nguyên đó không dễ có được, bắt buộc phải thông qua các lớp phong tỏa của những quốc gia phương Tây. Trước khi Triệu Gia vào Nam Dương, địa vị và tiếng nói của Trần Gia là không thể lay chuyển, lung lay Trần Gia chính là lung lay lợi ích quốc gia. E rằng cho dù quán bar này là do một đại thiếu nào đó mở, nếu Trần Ngư mà lên tiếng, thì người đó cũng chỉ có thể ngoan ngoãn chắp tay nhường lại. Mặc dù Tôn Dĩnh Thục là một ngoại thương hết sức quan trọng, so với Trần Ngư, vẫn không tránh khỏi sự bất lợi. Phu nhân, quán bar Kim Thành, không thể cho cô đầu tư cổ phần rồi. Tôn Trạch Vũ quay đầu lại và mở miệng nói với Tôn Dĩnh Thục với vẻ khó khăn. Vẻ mặt của Tôn Dĩnh Thục rất lạnh lùng, có vẻ như đã sớm lường trước được, nếu như Trần Ngư đã muốn tranh giành chuyện này, vậy thì không có mấy người có thể tranh giành được với cô ấy. Bác Sung Xin có hơi nổi cáu, nói, ông chủ Tôn, ông có biết mình đang nói gì không đấy? Ông có biết muốn được phu nhân chú ý khó khăn đến nhường nào không? Tôn Dĩnh Thục giơ tay lên và nói, Bác Tổng, không cần nhiều lời làm gì, đây không phải lỗi của ông chủ Tôn. Tôn Trạch Vũ vẻ mặt đau khổ, trong lòng có chút khiếp sợ sức mạnh của Trần Ngư. E hèm, bây giờ ông chủ của quán bar này là tôi, ngài không cần cút ra ngoài nữa đâu. Trần Ngư nói với Tề Đẳng Nhàn. Thế tôi cảm ơn cô nhé, Tề Đẳng Nhàn uể oải nói. Trần Ngư quay đầu nói với Tôn Trạch Vũ, trong vòng 24 giờ nữa, hãy mang hợp đồng chuyển nhượng đến tay tôi. 100 triệu này, chính là tiền mua lại quán bar của ông. Về sau, quán bar này không liên quan gì đến ông nữa. Tôn Trạch Vũ ngoan ngoãn nói, tôi, hiểu rồi. Đám người vây xem không khỏi kinh ngạc một trận, bọn họ đều rất tò mò về việc Trần Ngư rốt cuộc có xuất thân như thế nào mà lại có thể ép Tôn Trạch Vũ chuyển nhượng quán bar cho cô ấy. Hơn nữa, ngay cả tài phiệt thượng tinh danh tiếng lẫy lừng cũng phải thất bại mà về ở trước mặt cô ấy. Lý Vân Uyển lại nhìn không được mà lên tiếng cà khịa, có tiền đúng là có thể muốn làm gì thì làm mà, một quán bar mà nói mua là mua, ngầu quá đi thôi. Điều này làm cho cô ấy không nhịn được mà nhớ tới một cảnh phim trong Batman. Người phục vụ nhắc nhở Bruce rằng hồ bơi của bọn họ là để ngắm chứ không phải để cho bạn gái của anh ta ngâm mình. Sau đó Bruce viết một tờ chi phiếu và nhét vào trong túi của người phục vụ. Người phục vụ nói dù có cho anh ta tiền Bower cũng vô dụng và yêu cầu bọn họ rời đi ngay lập tức. Bruce bèn nói với anh ta rằng đây không phải tiền Bower mà là tiền mua lại khách sạn của bọn họ. Trần Ngư thật đúng là nhiều tiền dễ mến, đa tài đa tiền mà. Lý Vân Uyển ngẫm nghĩ, nhịn không được mà nở nụ cười. Tôn Dĩnh Thục bị Trần Ngư quấy rối việc làm ăn nhưng cũng không tức giận, vì chút chuyện làm ăn này mà tức giận thì quá là không đáng và quá là mất giá. Trần Ngư nói, Tôn phu nhân yên tâm, tôi không phải loại người không có tố chất đánh không lại thì dùng quan hệ để đuổi người ra ngoài. Các người tới quán bar của tôi tiêu xài, tôi rất hoan nghênh, hôm nay tôi miễn phí cho các người. Đám người của tài phiệt thượng tinh không khỏi cảm thấy tức giận bất bình, ai nấy đều nhìn Trần Ngư với ánh mắt căm tức, thế nhưng bọn họ lại chẳng làm gì được cô ấy cả. Vậy thì hôm nay tôi còn phải cảm ơn cô Trần rồi. Tôn Dĩnh Thục nhàn nhạt nói. Không cần khách sáo, Trần Ngư mỉm cười và nói. Tề Đẳng Nhàn nói, vị phu nhân bổng tử này, chúc cô đêm nay chơi vui nhé. Bổng tử, cách gọi khinh miệt mà người Trung gọi người Hàn. Gương mặt vốn mây nhẹ gió hòa của Tôn Dĩnh Thục ngay lập tức bị mây đen bao phủ, cô ta chỉ hận không thể nhét cái kìm sắt đỏ thẫm vào trong miệng của Tề Đẳng Nhàn, khiến cho đầu lưỡi của hắn đều bị bỏng nát. Có điều cô ta cũng không muốn so đo với Tề Đẳng Nhàn thêm nữa. Cô ta nói với Trần Ngư, nếu như cô Trần đã hào phóng như vậy thì đêm nay tôi cũng không khách sáo nữa đâu. Trần Ngư không thèm để bụng, nở nụ cười và nói với mọi người,
hôm nay miễn phí cho tất cả mọi người chơi vui vẻ nhé. Vậy nên các vị khách đều lập tức hoan hô. Tôn Dĩnh Thục không mang người của mình rời khỏi quán bar mà trở lại phòng bao vốn có của bọn họ, mới vừa bị người khác đánh vào mặt đã bèn sốt ruột rời đi, theo góc nhìn của cô ta thì có chút tầm thường. Tuy rằng thua về thể diện nhưng khí chất thì tuyệt đối không thể thua được. Bà chủ Trần đúng thật là hào sảng và phóng khoáng, cho dù Trần gia có tiền hơn nữa thì chắc cũng không trụ nổi việc cô tiêu xài phung phí như thế này đâu ha. Tề Đẳng Nhàn than thở. Tốc độ tiêu tiền của tôi quả thật là rất nhanh, thế nhưng tốc độ kiếm tiền của tôi cũng không chậm đâu. Trần Ngư khẽ mỉm cười, đây chẳng phải là vì bạn bè mà không tiếc mạng sống hay sao? Nếu không làm thế, ngài bị đuổi ra ngoài thì thật là mất mặt làm sao? Lý Vân Uyển hỏi, hình như lai lịch của tôn phu nhân kia không tồi đâu. Trần Ngư nói, một trong những bà trùm đỉnh cao của tài phiệt Thượng Tinh, đương nhiên lai lịch không tồi rồi, hơn nữa còn là một quả phụ. Tề Đẳng Nhàn lại hỏi với vẻ trầm ngâm, cô ta chạy đến thành phố Trung Hải làm gì? Quá nửa là bởi vì Park Sung Shin ở Đông Hải rất không được việc khiến cho cô ta cảm thấy không hài lòng đấy. Ngài cũng biết mà, tài phiệt Thượng Tinh là do các đại gia tộc tạo thành chứ không phải của riêng ai cả, Park Sung Shin làm việc không tốt, cô ta là người làm chủ, đương nhiên là rất mất mặt. Trần Ngư nói, Tề Đẳng Nhàn chỉ thuận miệng ồ một tiếng chứ cũng chẳng có bao nhiêu hứng thú. Mặc dù là một quả phụ trẻ tuổi xinh đẹp nhiều tiền nhưng cũng không đáng để chú ý quá mức. Trần Ngư nói, tôi đã chơi hòm hòm rồi, tôi đi trước nhé, mọi người chơi tiếp đi, hôm nay tất cả chi phí đều do tôi gánh vác, không cần lo trả không nổi hóa đơn đâu. Sau khi nói xong lời này, Trần Ngư đứng dậy. À, đúng rồi, tôi chuẩn bị đến thành phố Tây Hà để tổ chức triển lãm xe, nếu rảnh rỗi thì ngài có thể tới chơi một chút. Cô ấy đi được hai bước thì lại xoay người lại và nói với Tề Đẳng Nhàn. Được, đi đường cẩn thận nhé. Tề Đẳng Nhàn gật đầu và đánh mắt tiễn Trần Ngư rời đi. Lý Vân Uyển cười nói, hôm nay chúng ta đã nhìn thấy mặt điên cuồng này của cô ấy mà vẫn chưa bị diệt khẩu, cái này có tính là tránh được một kiếp hay không? Tề Đẳng Nhàn nói, cho nên bây giờ chắc là em đã không còn gánh nặng tâm lý gì nữa rồi nhỉ? Người ưu tú đến đâu thì cũng đều có lúc bốc đồng. Cho dù là Trần Ngư thì cũng như vậy. Lý Vân Uyển ngược lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều, cô ấy vẫn luôn muốn được ngang hàng với những người ưu tú, vậy cho nên khi biết được mình sẽ đảm nhiệm phần công việc quan trọng, cô ấy vẫn luôn tự tạo áp lực cho mình. Hai người đang uống rượu thì có một người Triều Tiên đi tới và đưa cho họ một tấm chi phiếu. Trên tấm chi phiếu viết số tiền 100 triệu. Phu nhân nói, Park Tổng đã thua rồi. Người của tài phiệt Thượng Tinh chúng tôi có chơi có chịu, không phải loại người không chịu nổi thất bại. 100 triệu này, xin Tề Tổng vui lòng nhận cho. Người khách đó khách sáo nói. Triều Tiên cũng giống như nước kiệt bành vậy, trên dưới rõ ràng, vô cùng chú trọng cấp bậc. Tề Đẳng Nhàn nhận lấy chi phiếu, nhìn thoáng qua một cái, đưa tay ra búng vào nó và nói, ồ, tôn phu nhân thật đúng là một người phụ nữ rất quyết đoán, khá lắm, ly rượu này tôi kính cô ấy. Sau khi nói xong lời này, Tề Đẳng Nhàn giơ ly rượu lên và một hơi uống cạn. Vừa rồi hắn đã có một chút mâu thuẫn với Tôn Dĩnh Thục, ngay lúc này Tôn Dĩnh Thục đã cho người mang chi phiếu đến, có thể thấy rằng cô ta cũng không phải là một người bụng dạ hẹp hòi. Một người phụ nữ có thể chiếm giữ một vị trí nhất định trong tài phiệt Thượng Tinh, có thể đấy cô ta cũng không phải là người không nói lý lẽ. Tề Đẳng Nhàn thẳng tay ném chi phiếu cho Lý Vân Uyển và nói, hôm nay ông đây cao hứng. Mua lấy một đêm của em, cầm lấy mà tiêu đi. Lý Vân Uyển hết sức phấn khởi mà nhận lấy, cô ấy nói cảm ơn ngài, ngài thật hào phóng. Park Sung Shin lại có chút không cam lòng nhìn Tề Đẳng Nhàn đi ra khỏi quán bar, anh ta hỏi, phu nhân, cứ để cho anh ta cầm tiền rồi đi như vậy à? Vậy còn có thể làm như thế nào đây? Nếu cậu đã không chịu được việc thua cuộc thì đừng có mà đi cược với người khác. Sắc mặt Tôn Dĩnh Thục không hề dễ coi, dù sao thì vô duyên vô cớ lại phải tặng đi 100 triệu như vậy, tâm trạng của ai cũng sẽ không tốt. Trần Ngư tốn 100 triệu nhưng ít nhất thì cũng mua lại được quán bar, mà 100 triệu này của cô ta hoàn toàn chỉ là để chùi mông cho Park Sung Shin mà thôi. Đồ vô dụng, Tôn Dĩnh Thục trầm mặt quát. Park Sung Shin cúi đầu, thế nhưng gò má thì lại có chút vặn vẹo.
Tất nhiên Tôn Dĩnh Thục là người quyền cao chức trọng, thế nhưng dù sao thì cô ta cũng là phụ nữ, làm gì có tên đàn ông nào bằng lòng bị một người phụ nữ vênh mặt hất hàm sai khiến như vậy chứ. Người xưa nói tiểu biệt thắng tân hôn cũng không phải là không có lý. Tề Đẳng Nhàn thức đêm chiến đấu hăng hái, trình diễn cú hat-trick khiến đàn ông Hoa Quốc nhìn mà rơi lệ. Ít nhất thì hắn sẽ không khiến bất cứ ai đang mong chờ hắn phải rung rưng nước mắt và kêu lên năm chữ thất vọng quá, hoàn thiện. Có điều, chuyện này cũng không hề ảnh hưởng tới việc mới sáng sớm Tề Đẳng Nhàn đã bỏ dậy hướng dẫn Dương Quan Quan và Hoàng Sung luyện công, cũng đâu thể cho người ta leo cây mãi được. Huống chi tình hình dạo gần đây của hắn với Dương Quan Quan đã có tiến triển không tệ, phải tiếp tục củng cố mới được. Lại đi dạy võ à? Lý Vân Uyển không cả buồn mở mắt, cô ấy mở miệng hỏi. Đúng vậy, loại chuyện như luyện công này không tiến thì sẽ lùi, phải kiên trì mỗi ngày mới được. Tề Đẳng Nhàn đã thay sang quần áo thể thao. Mang đồ ăn sáng bán ở trước cổng công viên Sâm Hải về cho em nhé. Lý Vân Uyển dặn dò. Tề Đẳng Nhàn vui vẻ đồng ý, lấy điện thoại di động ra để xem thời gian thì mới phát hiện ra có một tin nhắn, là do Irena Zinva gửi tới. Irena Zinva báo cáo tình hình công việc với hắn, sau đó còn nói cho hắn biết ngày hôm qua mình đã đánh một ván cờ, sau khi thắng một ván đã ngay lập tức offline. Avatar của Irena Zinva là tấm ảnh do Tề Đẳng Nhàn chụp cho cô, nhưng chỉ lấy nửa người trên mà thôi. Nửa người dưới là hai cái chân dài trần trùng trục, tuy rằng rất đẹp mắt nhưng rõ ràng không thích hợp để làm avatar, cũng không thể cho người khác xem được. Đúng là một cô gái chăm chỉ, Tề Đẳng Nhàn thầm nghĩ rồi thong thả ung dung đến công viên Sâm Hải đúng giờ. Dương Quan Quan đã đang làm nóng người cùng Hoàng Sung rồi, hai người trụm cánh tay lại một chỗ, xô đẩy lẫn nhau và cảm nhận sự thay đổi của sức lực. Sau khi biết Dương Quan Quan rất có khả năng sẽ lắc mình biến hóa và trở thành sư mẫu của mình, Hoàng Sung không dám có một chút không an phận nào đối với cô ta nữa, thậm chí khi đứng ở trước mặt cô ta cũng có thể không liếc ngang liếc dọc và bỏ đi cả ánh mắt không bỏ được kia của đàn ông. Tề Đẳng Nhàn vươn vai một cái, nói, luyện công thôi, hôm nay luyện bài cũ. Võ học chia làm dưỡng, luyện, đánh, diễn, chăm sóc sức khỏe đứng ở vị trí thứ nhất, tiếp theo là cách thức luyện công. Sau đó mới là cách đánh và cuối cùng chính là biểu diễn. Mà trên thực tế, cách luyện và cách đánh lại có rất nhiều điểm khác biệt, lúc bạn luyện là như thế này nhưng lúc đánh nhau thì lại phải là như thế kia. Giống như cổ thái cực của Ngọc Tiểu Long vậy, lúc luyện thì đa số là lỏng lẻo nhẹ nhàng nhưng đến lúc đánh người thì sức bật bùng lên sau khi cả người căng lại không hề yếu hơn bát cực quyền. Dạo gần đây Tề Đẳng Nhàn cũng không dạy bọn họ cái gì mới mà chỉ từ từ truyền thụ cho bọn họ lý luận võ học mà mình hiểu được thôi, sau đó thỉnh thoảng sẽ tự mình ra trận thực chiến diễn tập một chút. Luyện công là một thứ phải tiến hành tuần tự, có chỗ phải tuân theo bản năng, có chỗ thì lại phải khắc phục bản năng, cũng không phải một sớm một chiều là có thể trở thành thiên hạ vô địch. Mắt thấy bầu trời đã tờ mờ sáng, Tề Đẳng Nhàn nhìn thấy Triệu Hồng Nê đang đeo cái túi nhỏ trên lưng và đi đến chỗ này. Hôm nay Triệu Hồng Nê sầm mặt đi đến, sau khi nhìn thấy Tề Đẳng Nhàn, cô ta nói, ván tiếp theo. Tề Đẳng Nhàn lắc đầu và nói, mệt lắm đấy, trí óc không thể hồi phục nhanh như thế đâu. Võ thuật của anh đã đến được cảnh giới này rồi, không thể có chuyện anh không luyện đầu óc được, bớt lấy mấy cái cớ này với tôi đi. Triệu Hồng Nê nói với giọng vô cùng không hài lòng. Tối hôm qua, trạng thái của cô ta không được ổn lắm. Cộng thêm việc Irena Zinva đã nghiên cứu kỳ phổ của cô ta nên đã hung hăng giáo huấn cô ta một trận. Ván cờ kia, mãi đến nửa ván sau Triệu Hồng Nê mới dần dần tìm lại được trạng thái, thế nhưng thế cờ đã mất, cuối cùng thất bại thảm hại. Đây là ván cờ mà thua thảm nhất của cô ta, đang muốn chơi ván thứ hai thì Irena Zinva lại dựa theo chỉ thị của Tề Đẳng Nhàn mà quất ngựa truy phong, suýt nữa đã khiến cô ta tức đến mức cả đêm không ngủ được. Thắng bại đối với vị kỳ thủ chuyên nghiệp này mà nói chẳng qua chỉ là chuyện ngày thường của binh gia mà thôi, thế nhưng thua bởi Tề Đẳng Nhàn, cô ta thật sự có chút khó có thể chấp nhận được. Tề Đẳng Nhàn thấp giọng nói, hôm qua sau khi chơi cờ với cô xong, tôi đã cùng người phụ nữ của tôi lăn lộn đến tận 3 giờ, hôm nay 5 giờ lại chạy đến công viên để luyện công, cho dù tôi có luyện óc thì cũng không hồi phục được nhanh như vậy đâu. Cô đây là đang chuẩn bị khiến tôi hộc máu đột tử ở trên bàn cờ rồi hóa thân thành kỳ hồn rồi đi chỉ bảo cho thiên tài thiếu niên nào đó trong tương lai à.
Triệu Hồng Nê nghe vậy thì khóe miệng co quắp, thật sự không nghĩ ra kỹ năng đánh cờ của thứ dân thường này làm sao có thể lợi hại đến như vậy. Tôi vẫn luôn cảm thấy phong cách đánh cờ của anh không đúng lắm. Triệu Hồng Nê nhíu mày nói. Ngoại trừ thái cực ra thì tôi còn luyện cả bát quái trưởng nữa. Tề Đẳng Nhàn nói. Khóe miệng Triệu Hồng Nê lại co rút, bát quái trưởng đánh rất âm hiểm, chuyên môn tấn công lừa lọc, ngược lại rất giống với phong cách đánh cờ của Irena Zinva. Triệu Hồng Nê nói, thời gian tôi ở lại thành phố Trung Hải không còn nhiều lắm, chỉ hy vọng có thể trực tiếp chơi một ván cờ đàng hoàng với anh. Tề Đẳng Nhàn nói, ấy, tôi thật sự rất bận, có thể chơi hai ván cờ trên mạng đã là khá lắm rồi. Triệu Hồng Nê nói, thôi vậy, tôi cũng không ép buộc anh làm gì. Tôi đã gặp được chị gái Triệu Hồng Tụ của cô rồi, có phải cô ấy sống ở tiểu khu Kim Sắc Hoa Viên không? Không phải cô ấy vẫn luôn du rú ở Bắc Kinh hay sao, sao lại xuất hiện ở thành phố Trung Hải thế? Tề Đẳng Nhàn hỏi. Dựa vào cái gì mà tôi phải nói với anh? Triệu Hồng Nê hỏi ngược lại. Nghe nói kỹ năng đánh cờ của cô ấy rất tệ nhưng lại rất thích chơi cờ với người khác. Tề Đẳng Nhàn nói. Triệu Hồng Nê gật đầu và nói, đúng là rất tệ nhưng lại rất thích khoe khoang. Sau khi nói xong lời này, Triệu Hồng Nê dứt khoát xoay người rời đi. Dương Quan Quan không nhịn được mà hỏi, cô ta là ai thế? Suốt ngày đến quấy rối việc luyện công của chúng ta. Tề Đẳng Nhàn nói, cô ta tên là Triệu Hồng Nê, có một người chị gái rất lợi hại, tôi còn không dám nói rằng mình có thể thắng chắc được chị gái của cô ta đâu. Dương Quan Quan nghe vậy thì không khỏi kinh ngạc, nói, không thể nào. Một cô gái thôi mà anh lại không dám nói là mình có thể thắng chắc à? Tề Đẳng Nhàn khẽ gật đầu và nói, cô đừng ở đó hóng hớt nữa, yên tâm luyện công đi, giữa tôi và cô ta không có gì, chỉ là tiếp xúc đơn giản, thỉnh thoảng chơi cờ vây với nhau ở trên mạng mà thôi. Dương Quan Quan bị vạch trần suy nghĩ thì ngược lại có chút ngượng ngùng và yên lặng đi qua một bên để đánh võ. Chẳng lẽ Triệu Hồng Tụ đến Trung Hải là để mang Triệu Hồng Nê về Bắc Kinh? Quá nửa là như thế rồi. Triệu Hồng Nê và Triệu gia bất hòa nên cô ta đã một mình ra ngoài lang bạt giang hồ. Nhiều năm trôi qua như vậy rồi, có lẽ Triệu gia cũng lười dài dòng với cô ta nên đã trực tiếp bảo Triệu Hồng Tụ đến bắt người. Chẳng trách cô ta lại bảo là thời gian của mình không còn nhiều nữa. Tề Đẳng Nhàn nhìn bóng lưng của Triệu Hồng Nê và âm thầm suy đoán trong lòng. Sau khi kết thúc việc luyện công, Tề Đẳng Nhàn mua tiểu long bao ở cổng công viên Sâm Hải và đóng gói mang về cho Lý Vân Uyển. Trên đường đi, hắn còn nhận được điện thoại của Mã Hồng Tuấn. Mã Hồng Tuấn muốn thay thế Từ An, nhưng đó cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Một khi Từ An chết, có rất nhiều người cũng có suy nghĩ này đều sẽ nhảy ra, chỉ dựa vào thế lực của một mình Mã Hồng Tuấn thì thật đúng là có chút không thể nào nắm chắc được. Được thôi, chuyện này tôi giúp được. Tề Đẳng Nhàn suy nghĩ trong chốc lát rồi đồng ý. Tỉnh Đông Hải đã trở thành đại bản doanh của hắn rồi, nhất định phải khiến cho nó càng thêm vững vàng hơn nữa mới được. Nâng đỡ Mã Hồng Tuấn đảm nhiệm chức vụ giám đốc của chi nhánh Long Môn tại Đông Hải, đối với hắn mà nói chỉ có lợi chứ không có hại. Mã Hồng Tuấn nghe thấy Tề Đẳng Nhàn đồng ý thì lập tức mừng rỡ và nói, vậy thì tôi xin kính cẩn chờ đợi tin tốt của Tề Tổng. Ngày diễn ra đại hội hôm đó. Hy vọng cậu sẽ có mặt để chống đỡ cục diện cho tôi. Tề Đẳng Nhàn nói, được, cứ như vậy đi, tôi còn có việc, tôi cúp trước đây. Mã Hồng Tuấn cười nói, chỗ này của tôi lại tìm được một em gái người Lai rất tốt, không thua kém gì Duy Kim Na đâu, tối nay Tề Tổng có muốn tới đây uống rượu không? Nghe đến đây, trong lòng Tề Đẳng Nhàn bỗng sinh ra một loại cảm giác chán ghét. Hắn có thể chấp nhận việc gặp dịp thì chơi ở trong quán bar nhưng không thể chấp nhận được kiểu thái độ không quan tâm đến mạng người này của Mã Hồng Tuấn. Mã Hồng Tuấn bị Tề Đẳng Nhàn cúp điện thoại thì vẻ mặt vô cùng khó hiểu, mình đắc tội hắn ở đâu rồi à? Gọi hắn đến uống rượu thôi mà, mình sai rồi à? Ông ấy ngẫm lại một chút, cảm thấy có lẽ là bởi vì cái chết của Duy Kim Na làm cho trong lòng Tề Đẳng Nhàn có chút không thoải mái, mình không nên nhắc tới cái tên này mới phải. Tề Tổng đúng là một người rất trọng tình trọng nghĩa, Duy Kim Na cũng chỉ mới uống rượu cùng cậu ta vài lần thôi mà. Mã Hồng Tuấn không nhịn được mà thầm nghĩ. Mặc dù nói Tề Đẳng Nhàn cho Lý Vân Uyển nghỉ 3 ngày nhưng cô ấy không hề có ý định rảnh rỗi ngay lập tức.
Sau khi ăn xong bữa sáng và thay sang trang phục công sở, cô ấy đã đi thẳng đến tập đoàn Hướng Thị tìm Hướng Đông Tinh để báo cáo công việc. Hướng Đông Tinh mới là ông chủ lớn thực sự, kể ra thì Tề Đẳng Nhàn cũng chỉ là cấp dưới của cô ta mà thôi, dù sao thì hơn 50% cổ phần của Thiên Lai Capital đều nằm trong tay cô ta. Giới thiệu với cô một chút, đây là Irena Zinva, là thư ký ban giám đốc mà tôi mới tuyển về. Sau này có lẽ hai người sẽ có nhiều cơ hội hợp tác hơn nữa, bây giờ làm quen trước một chút đi đã. Hướng Đông Tinh nghe xong báo cáo thì gọi Irena Zinva tới và giới thiệu với Lý Vân Uyển. Khi làm ra chuyện này, trong lòng cô ta có rất nhiều ý đồ xấu, Tề Đẳng Nhàn sợ hậu viện bốc cháy nên đã ném Irena Zinva cho cô ta, thế nhưng làm sao cô ta có thể để cho tên cặn bã này được như ý chứ? Bây giờ cô ta cứ sắp xếp cho hai người họ gặp mặt trước, còn về việc đến lúc đó có bốc cháy hay không thì cũng không liên quan đến cô ta. Cô ta chỉ đổ xăng vào đống củi mà thôi, nếu như ai không vừa mắt mà châm một mồi lửa thì cô ta cũng chẳng có quyền gì để xen vào được. Với tính cách của cô ta, thực ra cô ta rất lười để ý tới những chuyện như vậy, nhưng lại không kìm nổi do Irena Zinva thật sự quá mức ưu tú, thuộc về kiểu nhân tài hàng đầu cho dù có đi tới chỗ nào cũng sẽ khiến người khác phải tranh giành. Lý Vân Uyển không khỏi bị vẻ đẹp của Irena Zinva làm cho kinh ngạc. Cô ấy nhịn không được mà nói, Hướng Tổng tìm được thứ yêu nghiệt này ở đâu thế? Hướng Đông Tinh như cười như không và nói, cô sẽ không muốn biết đâu. Hai người tiếp xúc một chút, tìm hiểu lẫn nhau đi, nói không chừng đến lúc đó hai người đều phải đến Mỹ và làm việc cùng nhau đó. Chào cô, tôi là Irena Zinva Romanov, là con lai giữa Hoa Quốc và Tuyết Quốc, lần đầu gặp mặt, mong Lý Tổng quan tâm nhiều hơn. Irena Zinva điềm tĩnh giơ tay ra. Chào cô, Lý Vân Uyển bắt tay với cô, chỉ cảm thấy cô gái người lai này rất quyến rũ, nếu như mình là đàn ông thì chắc chắn sẽ phải hồn vía lên mây. Hướng Đông Tinh cúi đầu viết viết vẽ vẽ, không để lại dấu vết mà sờ sờ chiếc bút chỉ ở sau đầu mình và âm thầm cười khẩy, cho anh nuôi cá này, cho anh nuôi cá này, tôi ngược lại muốn xem ao cá của anh liệu có phát nổ hay không. Tề Đẳng Nhàn đang chỉ đạo công việc ở dược phẩm Thiên Lai thì bỗng nhiên hắt xì một cái. Hắn luôn cảm thấy có chuyện gì không tốt đã xảy ra. Tuy nhiên, thứ cảnh giới tâm linh hoàn hảo đó lại không hề có dấu hiệu báo trước, điều này khiến hắn cảm thấy rất kỳ lạ. Mới ở lại Trung Hải hai ngày ngắn ngủi thôi mà Lý Vân Uyển lại bắt đầu bận rộn, Hướng Đông Tinh giao nhiệm vụ cho cô ấy, chính bản thân cô ấy cũng quyết tâm cố gắng. Cái cô Hướng Đông Tinh đó cũng thật là tư bản quá đi, đây là chuẩn bị khiến em mệt chết à. Tề Đẳng Nhàn nói với giọng có chút bất mãn. Em lại cảm thấy rất tốt, năng lực càng lớn trách nhiệm cũng lại càng lớn, cái này chứng minh rằng ở một phương diện nào đó thì năng lực của em đã chín muồi và có thể đại diện cho tập đoàn Hướng Thị để đi tham dự những dịp quan trọng rồi. Lý Vân Uyển lại nói. Tề Đẳng Nhàn bị cô ấy nói cho không nói nên lời, hắn thở dài và nói, được rồi, để tôi đưa em ra sân bay. Lý Vân Uyển chớp chớp mắt. Mỉm cười và nói, lần sau khi em về nhà, nếu như nhà có khách thì anh nhớ báo trước cho em biết, nếu như lại khiến cho em thất thố, em nhất định sẽ đánh chết anh. Tề Đẳng Nhàn nhớ tới cảnh tượng mất mặt của cô ấy sau khi trở về vào ngày hôm đó thì vô cùng buồn cười, lắc lắc đầu và đưa cô ấy đến sân bay. Tất cả những gì Lý Vân Uyển làm bây giờ đại khái cũng đều là vì để lót đường cho việc đi sang nước Mỹ, đồng thời cũng thúc giục cô ấy trở nên xuất sắc hơn nữa. Khi đến nước Mỹ, cô ấy sẽ gặp phải càng nhiều loại người hơn nữa và sẽ có càng nhiều cục diện nguy hiểm cần phải ứng phó hơn nữa. Cô ấy có thể cảm nhận được sự trưởng thành của chính mình, vậy cho nên dù cô có cảm thấy mệt mỏi một chút thì cũng không sao, ít nhất thì cô ấy không hy vọng lúc mình đứng ở bên cạnh Tề Đẳng Nhàn sẽ khiến cho người khác cho rằng cô ấy kém cỏi hơn 3 phần so với những người như Hướng Đông Tinh. Chưa từng nghĩ tới việc một kẻ lười biếng như mình lại sẽ cố gắng như vậy. Đây chính là sức mạnh của tình yêu sao? Lý Vân Uyển ngồi ở trong khoang hạng nhất, lười biếng dựa vào ghế và thầm nghĩ trong lòng. Khí chất hiện tại của cô ấy mặc dù không khoa trương đến mức khiến cho người ta ngưỡng mộ như Ngọc Tiểu Long nhưng cũng đủ để cho những người đàn ông tự xưng là tinh anh trong khoang hạng nhất có chút chùn bước. Sau khi tiễn Lý Vân Uyển đi, Tề Đẳng Nhàn cố gắng kìm nén suy nghĩ muốn xông đến tập đoàn Hướng Thị để tẩn cho Hướng Đông Tinh một trận.
Nếu không phải Irena Zinva vẫn báo cáo công việc cho hắn hàng ngày thì e rằng hắn sẽ không ý thức được việc mình đã bị Hướng Đông Tinh chơi xấu đâu. Cũng may là tạm thời hai người họ vẫn còn chưa biết gì. Sắp xếp cho Irena Zinva đến tập đoàn Hướng Thị, ý định ban đầu chính là để tránh cho hậu viện bốc cháy. Kết quả, Hướng Đông Tinh thì hay rồi, cô ta trực tiếp sắp xếp cho hai người gặp mặt, lại còn chuẩn bị bắt hai người hợp tác làm việc trong tương lai. Mới khai cuộc mà đã biến thành độ khó địa ngục rồi. Cho dù tôi có cố mất chai rượu nhà cô thì cô cũng đâu tội gì mà phải làm chuyện này với tôi đâu nhỉ. Tề Đẳng Nhàn cười khổ trong lòng. Trước đây Tề Đẳng Nhàn còn nghĩ hay là thôi không bắt Irena Zinva phải phiền phức như thế nữa, ngày nào cũng báo cáo công việc với hắn là chuyện không cần thiết, hơn nữa còn có nguy cơ bại lộ. Nhưng hiện tại xem ra công việc này là rất cần thiết, thậm chí hắn còn phải tự mình đi qua đó để dặn dò vài câu mới được. Mới vừa đi vào tiểu khu kim sắc hoa viên, Tề Đẳng Nhàn đã thấy được một bóng dáng quen thuộc, thế mà lại là tôn phu nhân của tài phiệt Thượng Tinh mà hắn đã gặp phải ở quán ba hôm đó. Bên cạnh Tôn Dĩnh Thục đương nhiên là có hai vệ sĩ đi theo rồi, sau khi đi vào trong tiểu khu, cô ta vừa hay gặp phải Tề Đẳng Nhàn. Tôn phu nhân, trùng hợp thế à? Tề Đẳng Nhàn nở nụ cười và hỏi. Tôn Dĩnh Thục lại cười nói, Tề Tổng không gọi tôi là vị phu nhân bổng tử nữa à? Tề Đẳng Nhàn nói, Tôn phu nhân là một người giữ chữ tín, đương nhiên là đáng để tôn trọng rồi, loại xưng hô kiểu trêu tức này vẫn là bỏ đi thì hơn. Lần này hai người gặp mặt cũng không có cảm giác dương cung bạt kiếm gì nữa rồi, dù sao thì Tôn Dĩnh Thục đã cho người đem đến tờ chi phiếu 100 triệu, chuyện đó ít nhiều cũng khiến cho Tề Đẳng Nhàn cảm thấy thoải mái trong lòng. Sao Tôn phu nhân lại ở đây thế? Có muốn lên nhà tôi ngồi một chút không? Tề Đẳng Nhàn thuận miệng nói câu khách sáo. Thì ra Tề Tổng cũng ở đây à, thật là trùng hợp. Ngồi chơi thì thôi khỏi, tôi đến là để xin người khác giúp đỡ. Tôn Dĩnh Thục nói, nếu có thời gian thì tôi sẽ mời Tề Tổng uống trà, dù sao thì hòa khí cũng sinh tài lộc mà. Tề Đẳng Nhàn nghe thấy lời này của Tôn Dĩnh Thục thì trong lòng không khỏi kinh ngạc, xin người khác giúp đỡ. Người nào có thể đáng để bà trùm của tài phiệt Thượng Tinh này đến xin giúp đỡ chứ? Hắn nghĩ lại một chút, trong lòng đã có đáp án, không phải là đến xin Triệu Hồng Tụ giúp đỡ chứ? Tôn Dĩnh Thục xin cái vị thiên phạt này của Triệu gia giúp đỡ là muốn làm gì chứ? Cô ta và Triệu gia có quan hệ gì? Trong lòng Tề Đẳng Nhàn âm thầm nảy sinh ý định ra tay độc ác phá hủy cái đẹp, nếu như Triệu gia bắt tay với tài phiệt Thượng Tinh thì có chút đáng sợ. Có điều, hắn tạm thời kìm nén được suy nghĩ này. Phu nhân, cô gái này rốt cuộc có lai lịch gì mà lại đáng để cô đích thân đến gặp thế? Tề Đẳng Nhàn lờ mờ nghe thấy thuộc hạ của Tôn Dĩnh Thục nói như thế. Cô ấy là một cô gái rất phi thường, có thể thuyết phục được cô ấy hay không lại là một chuyện khác nữa. Tôn Dĩnh Thục thở dài, trong giọng nói có mang theo chút bất lực. Tề Đẳng Nhàn có hơi tò mò về việc tại sao Tôn Dĩnh Thục lại muốn tìm Triệu Hồng Tụ, loại chuyện như tài phiệt Thượng Tinh liên thủ cùng Triệu gia này ít nhiều vẫn có thể khiến cho hắn có cảm giác nguy cơ. Nếu thật sự là như vậy thì có cần phải bóp chết cô ấy không nhỉ? Tề Đẳng Nhàn thầm nghĩ. Sau đó, hắn lại lắc đầu, suy nghĩ đó quá tồi tệ, không phù hợp với ý định lúc đầu của hắn. Tuy rằng hắn chẳng phải người nhân từ nương tay nhưng cũng không phải kẻ lạm sát người vô tội. Cho dù Tôn Dĩnh Thục hợp tác cùng Triệu gia nhưng cũng chưa làm ra chuyện ác gì, giết người đó thì sẽ khiến dự định của mình bị bế tắc. Hắn quyết định quan sát trước xem sao. Irena Zinva vốn đang nằm trên sofa đắp mặt nạ, nghe thấy tiếng mở cửa thì ngay lập tức bỏ mặt nạ xuống rồi ném đi và hưng phấn nhảy dựng lên. Tiên sinh, anh đến rồi. Irena Zinva nhìn Tề Đẳng Nhàn, trên mặt hiện ra nụ cười ngọt ngào và ngoan ngoãn. Tề Đẳng Nhàn có hơi đau đầu, cô gái bước ra từ trại nhạn này thật là đáng sợ, tùy tiện buông ra mỗi lời nói cử chỉ đều mang theo sự khiêu khích cực hạn đối với đàn ông, giống như là đang mời gọi hắn nhào tới ngay lập tức vậy. Tề Đẳng Nhàn nói, ngồi đi, không cần khách sáo như thế đâu. Irena Zinva lại chỉ chăm chăm vào việc pha cà phê bằng nước nóng, sau đó còn bưng món điểm tâm do mình tự làm ra để chiêu đãi Tề Đẳng Nhàn, cô nói, hiếm lắm tiên sinh mới đến đây một lần. Đương nhiên là tôi phải chiêu đãi thật tốt để khiến anh yêu thích nơi này rồi. Tề Đẳng Nhàn uống cà phê và ăn điểm tâm,
Trước tiên là ân cần hỏi thăm tình hình công việc của cô một chút xem có gặp phải phiền toái gì hay không. Irina Zinva nói, không có gì phiền toái cả, những công việc này đều rất đơn giản, so với phân tích tình báo thì đơn giản hơn nhiều. Dù sao thì cũng là người toàn năng do trại nhạn bồi dưỡng ra, những công việc mà hướng Đông Tinh sắp xếp cho cô thoạt nhìn thì rất khó khăn nhưng đối với cô mà nói thì cũng chỉ dễ như ăn kẹo mà thôi. Ừ, tôi cảm thấy việc cô hàng ngày gửi tin nhắn cho tôi để báo cáo công việc cũng khá tốt, có thể cho tôi biết chính xác về năng lực và quá trình hội nhập công ty của cô. Sau này cũng cứ giữ nguyên như vậy đi. Tề Đẳng Nhàn nói, lúc trước còn cảm thấy cô không cần thiết phải làm như vậy, nhưng hiện tại xem ra là vô cùng cần thiết. Dù sao thì cái phần tử nguy hiểm hướng Đông Tinh muốn chơi xấu hắn, muốn chôn mình bên cạnh hắn. Irina Zinva ngoan ngoãn đồng ý, được, tôi sẽ cố gắng làm tốt công việc và cả việc mà anh sắp xếp. Tề Đẳng Nhàn nói bóng nói gió, cô nói cô đã làm việc cùng Lý Tổng 2 ngày. Cô cảm thấy thế nào rồi? Lý Tổng là một người rất ưu tú và rất cầu tiến, đi theo bên cạnh cô ấy, tôi cũng có thể học được một vài thứ mới. Irina Zinva trung thực nói. Ồ, thế à, Tề Đẳng Nhàn nhàn nhạt nói. Đúng vậy, con người cô ấy cũng rất tốt, rất quan tâm đến tôi. Irina Zinva nói. Tề Đẳng Nhàn nói, nếu cô làm việc đủ tốt thì tương lai cô cũng sẽ được sắp xếp đến nước Mỹ làm việc. Đến lúc đó cô ấy cũng sẽ đi, hai người sẽ còn có nhiều thời gian làm việc chung hơn nữa. Irina Zinva nói, quan hệ của Lý Tổng và tiên sinh không bình thường nhỉ. Tề Đẳng Nhàn ngạc nhiên. Irina Zinva nói, chuyện đến nước Mỹ làm việc mà anh nói với tôi nhất định là chuyện vô cùng quan trọng, thậm chí không thể để cho quá nhiều người biết. Nhưng nghe giọng điệu của anh, dường như là trước khi việc này được thực hiện thì Lý Tổng đã được chọn rồi. Tôi nghĩ chỉ có người vô cùng quan trọng đối với anh thì mới có thể khiến anh yên tâm mà giao chuyện này lại cho cô ấy nhỉ. Khóe miệng Tề Đẳng Nhàn co rút, tính sai rồi, quên bén mất Irina Zinva là một cô gái vô cùng thông minh, bản thân chỉ thuận miệng hỏi 2 câu thôi mà đã làm lộ cả nội tình luôn rồi. Đương nhiên tôi cũng rất vui mừng bởi vì tôi có thể được anh chọn đến nước Mỹ làm việc, điều đó chứng tỏ rằng anh cũng rất tin tưởng tôi. Irina Zinva nói xong những lời này thì không khỏi nở nụ cười đắc ý. Nụ cười này trông giống như một con hồ ly tinh vậy. Tề Đẳng Nhàn nói, nếu như cô đã thông minh như vậy thì tôi sẽ cho cô biết nhiều chuyện hơn nữa, sau này cô cũng có thể làm quân sư của tôi và phân tích cho tôi nữa. Irina Zinva vui vẻ nói, đương nhiên là được, tôi rất vui lòng được san sẻ giúp tiên sinh. Tề Đẳng Nhàn thẳng thắn kể với Irina Zinva về sự khó khăn của mình, chính là chuyện liên quan đến Tài Phiệt Thượng Tinh và Triệu Hồng Tụ. Nói như vậy thì cái cô Triệu Hồng Tụ này chỉ là một cô gái có vũ lực cao cường và là vũ khí tối thượng của Triệu gia. Irina Zinva hỏi. Có lẽ là thế, Tề Đẳng Nhàn gật gật đầu. Dù sao thì Triệu Hồng Tụ hầu như chưa bao giờ xuất đầu lộ diện, thậm chí rất ít khi ra tay. Thế nhưng sức chiến đấu của cô ta lại được công nhận là đứng đầu Triệu gia, ngay cả Triệu Biện Tử cũng tự thấy mình không bằng được. Irina Zinva nói, theo tôi thấy thì vị tôn phu nhân này quá nửa là đã gặp phiền toái gì khó giải quyết chứ không phải tìm Triệu gia để liên thủ. Tề Đẳng Nhàn nói, ồ. Irina Zinva nói, nếu như tôn phu nhân muốn tìm Triệu gia để liên thủ thì đi thẳng đến Bắc Kinh là được rồi, với sức ảnh hưởng của Tài Phiệt Thượng Tinh. Triệu gia chắc chắn sẽ không làm mình làm mẩy. Thế nhưng cô ta lại trực tiếp đến tìm Triệu Hồng Tụ, hơn nữa còn dùng cách thức như vậy, vậy chứng tỏ cô ta không phải là thay mặt Tài Phiệt Thượng Tinh để đến nói chuyện mà là lấy thân phận cá nhân để xin giúp đỡ hoặc ủy thác. Tề Đẳng Nhàn cảm thấy lời này của Irina Zinva cũng rất có lý, phân tích ra thì hình như đúng là có chuyện như vậy. Nhưng cũng không loại trừ những khả năng khác, tôi cảm thấy vẫn nên chú ý hơn một chút thì hơn. Nếu như tôn phu nhân thật sự có ý định trở thành đối tác làm ăn với Triệu gia, hơn nữa còn là đối tác làm ăn vô cùng thân mật, vậy chi bằng bóp chết sớm một chút. Sản nghiệp công nghệ cao dưới trướng Tài Phiệt Thượng Tinh có một ít nguyên vật liệu cần thiết hoàn toàn có thể lấy được từ Nam Dương. Triệu gia muốn nhúng tay vào việc ở Nam Dương, Tài Phiệt Thượng Tinh muốn lấy nguyên vật liệu, hai bên có thể ăn nhịp với nhau, hợp tác thân mật. Lời nói của Irina Zinva làm cho biểu cảm của Tề Đẳng Nhàn trở nên thận trọng, Tôn Dĩnh Thục xuất hiện ở thành phố Trung Hải hiển nhiên không phải là vô duyên vô cớ,
mình vẫn phải chú ý nhiều hơn, không thể buông lỏng cảnh giác được. Bây giờ hắn và Triệu Hồng Tụ vẫn chưa gặp nhau nhưng thỉnh thoảng cũng có trao đổi qua lại với Triệu Hồng Nê, thường xuyên để cho hai xạ thủ cao cấp là Ngọc Tiểu Long và Irina Zinva chơi cờ cùng với cô ta. Ngày hôm đó hắn mới chỉ chạm mặt Triệu Hồng Tụ một lần nhưng hắn lại cảm thấy cô gái này thâm sâu khó dò và không thể lấy lý lẽ thông thường để phỏng đoán được. Chưa đến lúc vạn bất đắc dĩ thì Tề Đẳng Nhàn cũng không muốn có xung đột gì với Triệu Hồng Tụ. Nếu như tiên sinh không ngại phiền phức thì có thể tiếp xúc với Tôn phu nhân một chút, giúp đỡ cô ta một chút và qua lại thân thiết với Tài Phiệt Thượng Tinh. Chuyện này rất có lợi trong tương lai, dù sao thì Tài Phiệt Thượng Tinh cũng có ảnh hưởng vô cùng lớn ở nước Mỹ. Irina Zinva vừa cười vừa nói, huống chi vị Tôn phu nhân này còn là một quả phụ. Lúc cô ta gả vào Tài Phiệt Thượng Tinh thì chồng của cô ta đã hơn 60 tuổi rồi, bây giờ cô ta mới chỉ hơn 30 tuổi thôi. Một người phụ nữ như vậy thì khao khát đối với phương diện kia chắc chắn sẽ khác với người thường. Tề Đẳng Nhàn cười nói, cô đừng có mà mơ, người ta tùy tiện ngoắc ngón tay thôi là sẽ có không biết bao nhiêu tên đàn ông bằng lòng quỳ liếm đâu đấy. Irina Zinva lắc đầu và nói, không thể có chuyện đó đâu, cô ta là người có địa vị cao, chắc chắn sẽ không dám tùy tiện như thế. Nếu không thì khi sự việc bại lộ, vị trí của cô ta sẽ không ngồi vững được nữa. Trong lúc nói chuyện, Tề Đẳng Nhàn mới phát hiện ra rằng bàn tay thối tha của cô gái mà hắn đoán là yêu nữ này đã đặt trên đùi hắn từ lúc nào rồi, và lại cứ mỗi khi nói một câu lại cọ lên phía trên một chút. Hôm nay anh không được đi nữa, coi như là trả phí tư vấn cho tôi đi. Irina Zinva nở nụ cười tinh nghịch. Tề Đẳng Nhàn cảm thấy cô thèm muốn thân thể của mình như vậy chắc chắn là có âm mưu. Cô gái này chắc chắn là con yêu nữ sống dựa vào việc hấp dẫn đàn ông, ừ, chắc chắn là như thế. Vì sự sống còn của nhân loại, hôm nay mình chỉ có thể xả thân vì nghĩa thôi. Liên tiếp hai ngày Tề Đẳng Nhàn đều ra vào tiểu khu kim sắc hoa viên, hết cách rồi, nữ đặc công của Ủy ban An ninh Quốc gia quá lợi hại. Cho đến bây giờ thì vị nữ đặc công anh hùng dân tộc này vẫn còn giữ lại 70% công lực chưa có thi triển. Chắc chắc ông tổ cai nghiện sẽ thất vọng về mình lắm. Ngày hôm nay khi Tề Đẳng Nhàn đi ra khỏi đó, hắn không khỏi run run sống lưng, hắn vận động các khớp để thanh tẩy xương cốt, làm cho tủy xương có thêm sức sống. Điều khiến hắn ngạc nhiên chính là, trong hai ngày liên tiếp này, hắn đều có thể nhìn thấy vệ sĩ của Tôn Dĩnh Thục. Rõ ràng là Tôn Dĩnh Thục chưa thuyết phục được Triệu Hồng Tụ. Hôm nay trùng hợp gặp được Tôn Dĩnh Thục. Tề Đẳng Nhàn lịch sự cười cười với cô ta và nói, cô vẫn chưa làm xong chuyện à? Tôn Dĩnh Thục gật đầu và nói, đúng vậy. Tề Đẳng Nhàn nói, tôi chỉ cho cô cách giải quyết nhé. Tôn Dĩnh Thục nói, xin được rửa tai lắng nghe. Tề Đẳng Nhàn nói, cô có thể bỏ ra chút thời gian để đi tìm một bộ cờ vây xinh xắn để tặng cho cô ấy, nói không chừng cô ấy sẽ có thể nể mặt cô một chút. Nếu như cô cứ tiếp tục thế này thì đoán chừng là ngay cả cửa cô cũng không bước vào được đâu. Triệu Hồng Nê là một kỳ thủ thiên tài, thậm chí đã thành công tiến lên chuyên nghiệp, mà Triệu Hồng Tụ lại là một kỳ thủ tệ hại nhưng lại rất thích đánh cờ. Tôn Dĩnh Thục bỗng phấn chấn tinh thần, sau đó cảm ơn Tề Đẳng Nhàn và ngay lập tức sắp xếp thuộc hạ của mình đi ra ngoài thị trường để tìm mua bàn cờ. Ngày hôm sau lúc Tề Đẳng Nhàn nhìn thấy Tôn Dĩnh Thục thì đã thấy thuộc hạ ở bên cạnh cô ta đang gắng sức ôm một cái bàn cờ, nói là bàn cờ nhưng trên thực tế lại là kỳ đôn. Kỳ đôn cũng là bàn cờ nhưng là cả một khối dày hơn và nặng hơn rất nhiều. Cái kỳ đôn này là một món đồ cổ, đoán chừng được làm từ loại vật liệu gỗ vô cùng quý giá, trọng lượng cũng rất lớn. Đây là cái bàn cờ thời Tống mà tôi đã bỏ ra hơn 8 triệu để mua lại từ trong tay của một nhà sưu tầm. Quân cờ thì đã từng được tể phụ Từ Giai của thời Minh sử dụng, chỗ quà này, chắc là đủ rồi chứ. Sau khi nhìn thấy Tề Đẳng Nhàn, Tôn Dĩnh Thục khiêm tốn thỉnh giáo. Chắc chắn là sẽ có tác dụng, nhưng cô hỏi có đủ hay không thì tôi không biết được. Tề Đẳng Nhàn cười và nói. Tôn Dĩnh Thục gật đầu và nói, nếu như việc này có thể thành công thì sau này tôi sẽ mời Tề Tổng ăn cơm để thể hiện sự cảm ơn. Sau khi nói xong lời này, Tôn Dĩnh Thục lại dẫn vệ sĩ của mình đi thăm hỏi Triệu Hồng Tụ. Triệu Hồng Tụ đang ngồi ở trong phòng, trên TV đang chiếu về một giải đấu cờ vây, hai vị kỳ thủ Hoa Quốc quyền thế rất mạnh đang chiến đấu hăng say, cô ấy xem mà tâm hồn rực sáng.
Nghe thấy có người tới quấy rầy, sắc mặt Triệu Hồng Tụ mang theo một nét không vui và nói, tôi không dễ tính như Hồng Nê đâu, nếu như cô còn đến quấy rầy tôi nữa thì sự kiên nhẫn của tôi sẽ không còn nữa đâu. Có điều, khi cô ấy nhìn thấy cái kỳ đôn và bộ quân cờ mà Tôn Dĩnh Thục sai người mang đến thì trên mặt lại lộ ra một nụ cười. Ha ha, đến thì đến thôi còn mang theo quà làm gì chứ? Tôn phu nhân thật là khách sáo quá đi thôi. Triệu Hồng Tụ mỉm cười và nói. Tôn Dĩnh Thục ngẩn người một lát, đã nhiều ngày như vậy rồi, đây là lần đầu tiên nhìn thấy nụ cười của cô ấy đấy. Điều này khiến cho trong lòng cô ta bỗng chốc thở phào nhẹ nhõm, xem ra, quả nhiên vẫn phải tặng đúng đồ mới có thể bước vào cửa được. Tôn Dĩnh Thục cười và nói. Nghe nói cô Triệu thích cờ vây cho nên tôi đã đặc biệt bỏ ra một chút thời gian để tự mình đi tìm một bàn cờ và một bộ quân cờ như thế này, hy vọng cô Triệu sẽ thích nó. Triệu Hồng Tụ hài lòng nói, thích chứ, tôi vô cùng thích. Cứ để ở đó đi. Trong lúc nói chuyện, cô ấy nhẹ nhàng đưa tay lên, thong thả cầm lấy cái bàn cờ nặng những mấy chục cân này và tiện tay đặt ở bên cạnh ban công. Một màn này khiến cho mấy tên vệ sĩ của Tôn Dĩnh Thục nhìn mà âm thầm líu lưỡi, bàn cờ nặng những mấy chục cân, đối với Triệu Hồng Tụ mà nói lại chẳng khác mấy so với một khối bọt biển. Tôn phu nhân nghe được chuyện tôi thích cờ vây từ đâu thế? Triệu Hồng Tụ hỏi. Hỏi thăm một chút là biết ấy mà, Tôn Dĩnh Thục nói. Triệu Hồng Tụ cũng không hỏi nhiều, chỉ cẩn thận khom lưng đánh giá cái kỳ đôn cổ này, đường nét ở phía trên đã có chút mơ hồ. Thế nhưng phong cách cổ xưa lại toát lên một cảm giác lịch sử dày nặng. Cô ấy càng nhìn càng thấy thích, vậy nên tâm trạng cũng dần trở nên tốt hơn. Tôn phu nhân tặng tôi bàn cờ và quân cờ này, tôi rất thích nó, vậy cho nên tôi cũng không muốn giả vờ không nhận món quà này. Triệu Hồng Tụ cầm một quân cờ đen lên, đặt ở giữa lòng bàn tay và cẩn thận vuốt ve. Chất liệu của quân cờ vô cùng tốt, giống như một viên ngọc vậy, hơn nữa có chút mài mòn. Nắm nó trong tay giống như đang bắt tay với người xưa vậy. Vẻ mặt của Tôn Dĩnh Thục trở nên thả lỏng. Triệu Hồng Tụ nói, cô muốn nhờ tôi làm việc gì thế? Tôn Dĩnh Thục nói, tôi muốn cô Triệu bảo vệ tôi chu toàn trong một khoảng thời gian, dạo gần đây tôi gặp phải một ít phiền toái, có người đang muốn lấy mạng của tôi. Triệu Hồng Tụ lại lắc đầu và nói, một khoảng thời gian thì không được, tôi chỉ giúp cô một lần thôi. Nếu như cô không đồng ý thì mang chỗ quà này về đi. Tôn Dĩnh Thục vô cùng ngạc nhiên, không ngờ rằng Triệu Hồng Tụ lại khó nói chuyện đến như vậy. Thực ra nếu như để cho người biết về tính cách Triệu Hồng Tụ nghe được những lời này của cô ấy thì e rằng bọn họ đã vô cùng kinh ngạc rồi. Muốn mời vị thiên phạt của Triệu gia này ra tay là chuyện khó như lên trời, Tôn Dĩnh Thục có thể khiến cho cô ấy đồng ý giúp đỡ một lần đã là chuyện rất khủng khiếp rồi. Cô Triệu. Tôn Dĩnh Thục nở nụ cười bất lực. Không cần phải nói nhiều làm gì. Triệu Hồng Tụ lắc đầu và nói với ánh mắt lạnh lùng. Tôn Dĩnh Thục im lặng, trong mấy ngày gần đây, thứ mà cô ta nhìn thấy nhiều nhất chính là vẻ mặt này của Triệu Hồng Tụ. Lần duy nhất cô ta nhìn thấy vẻ mặt vui sướng của Triệu Hồng Tụ chính là lúc ban nãy khi cô ta mang bàn cờ đến. Tôn Dĩnh Thục thở dài một hơi và nói, một lần thì một lần vậy. Triệu Hồng Tụ gật đầu và nói, các người đi đi. Tôn Dĩnh Thục cũng không nói nhiều nữa, biết người như Triệu Hồng Tụ không thích lề mề, cô ta ngay lập tức phất tay rồi mang theo thuộc hạ của mình rời đi. Phu nhân, cô gái này có phải có hơi kiêu căng quá rồi không? Chúng ta bỏ ra gần 10 triệu mà chỉ đổi lại được một cơ hội để cô ta ra tay thôi à? Đúng đấy, Hoa Quốc thời xưa có Liều Bị 3 lần đến tìm ra Cát Lượng, chúng ta đây là lần thứ mấy rồi? Có cần thiết phải đi nhờ vào một cô gái như thế không? Tôi thấy cô ta quá nửa là hạng người mua danh trục lợi, phu nhân cũng không cần quá để ý đâu, chúng tôi tất nhiên sẽ bảo vệ phu nhân chu toàn. Mấy ngày nay các vệ sĩ đi theo Tôn Dĩnh Thục chạy ra chạy vào tiểu khu Kim Sắc Hoa Viên mãi cũng cảm thấy rất phiền, lại nhìn thấy thái độ của Triệu Hồng Tụ hôm nay như vậy, ai nấy đều không nhịn được mà nổi trận lôi đình. Tôn Dĩnh Thục lại lên tiếng chế ngạo, các cậu xem thường người ta quá rồi. Cái câu ếch ngồi đáy giếng chính là để nói về loại người như các cậu đấy. Các cậu cảm thấy Lý Hạo Dân có mạnh không? Trước đây còn đã từng lấy được danh hiệu quán quân thế giới, kết quả thì sao nào, vẫn thua một cách thảm hại như thế. Cái cô Triệu này là người có sức mạnh có thể địch lại cả một quốc gia. Nếu như các cậu không thể đánh bại được Han Sung Jun,
người đã thành lập ra dòng Taekwondo Tai thì đừng nói ra những lời như thế nữa. Han Sung Jun là một nhân vật cấp bậc đại sư hàng đầu của Triều Tiên, là người đã kết hợp bát quái trưởng và Taekwondo để tạo ra dòng Taekwondo Tai, chủ yếu theo đuổi kỹ năng thực chiến chứ không phải là kỹ thuật biểu diễn. Cũng chính bởi vì như thế nên Han Sung Jun bị dòng chính của Taekwondo Triều Tiên bài xích, thậm chí còn không có cơ hội lên sân khấu thi đấu. Thế nhưng bản lĩnh thực chiến của người ta lại tuyệt vời trên cả hàng đầu, ông ta đã từng tuyên bố rằng tất cả cao thủ võ học của Triều Tiên chỉ toàn là chó cỏ mà thôi, thế nhưng lại chẳng có ai có thể bắt ông ta nuốt trở lại những lời đó. Cha của Tôn Dĩnh Thục chính là một trong những bại tướng dưới tay Han Sung Jun, tấm bảng hiệu truyền trong gia tộc cả trăm năm đã bị Han Sung Jun tháo đi rồi. Kể từ đó đến nay, chuyện này vẫn luôn là tâm bệnh của cô ta. Mấy tên vệ sĩ đều bị Tôn Dĩnh Thục nói cho im bặt, có người không nhịn được mà hỏi, chẳng lẽ cái cô Triệu này còn lợi hại hơn so với Han Sung Jun à? Tôn Dĩnh Thục chỉ nói, hai người đấu một trận, cô ấy sống, tên Han chết. Làm xong chuyện rồi à? Sau khi Tôn Dĩnh Thục đi ra, cô ta nhìn thấy Tề Đẳng Nhàn đang cười tủm tỉm và ngồi trên cái ghế ở trước cửa tiểu khu. Tôn Dĩnh Thục thở dài và nói, đâu có dễ dàng như vậy, nhưng mà cũng phải cảm ơn Tề Tổng. Ít nhất thì cũng đã có được một cơ hội rồi. Tề Đẳng Nhàn nói, cũng đúng, xin người như Triệu Hồng Tụ giúp đỡ đâu thể nào dễ dàng được. Tôn Dĩnh Thục nói, tôi còn chưa nói với Tề Tổng người mà tôi xin giúp đỡ là ai mà Tề Tổng đã biết rồi à? Tề Đẳng Nhàn nói, trong cái ao này cũng chỉ có mấy con ba ba mà thôi, tuy rằng thanh danh của Triệu Hồng Tụ không nổi bật lắm nhưng những người biết đến đều rất rõ về việc cô ấy lợi hại như thế nào. Cô đến Kim Sắc Hoa Viên. Cũng đâu thể là đến tìm tôi được nhỉ. Trước đó giữa hai người có mâu thuẫn, tuy rằng chưa đến mức biến chiến tranh thành tơ lụa nhưng hai bên đều không tồn tại ác cảm gì với nhau. Đương nhiên, 100 triệu mà Tôn Dĩnh Thục chủ động cho người đưa tới kia cũng coi như là chất bôi trơn cho mối quan hệ này. Chọn ngày không bằng gặp ngày, tôi mời Tề Tổng ăn cơm. Tôn Dĩnh Thục nói với giọng rất hào phóng. Cũng được, Tề Đẳng Nhàn ngẫm nghĩ một lúc rồi trực tiếp đồng ý. Hắn chỉ có mâu thuẫn với cái tên Park Sung Sin vô tích sự kia thôi chứ cũng chẳng có mâu thuẫn gì với Tài Phiệt Thượng Tinh cả, Tôn Dĩnh Thục chủ động mời hắn ăn cơm, tại sao lại không ăn chùa chứ? Ăn chùa là một chuyện đẹp đẽ biết bao. Đây là lần đầu tiên Tề Đẳng Nhàn tiếp xúc với một người phụ nữ trưởng thành xinh đẹp như Tôn Dĩnh Thục, trong lòng cảm thấy trên mạng nói thiếu phụ mãi mãi là thần thật đúng là không sai, mỗi cái nhăn mày. Mỗi một nụ cười đều vô cùng phong tình, nhất cử nhất động đều vô cùng dịu dàng. Ở bên cạnh Tôn Dĩnh Thục, Tề Đẳng Nhàn cũng không cảm nhận được cổ tay như người đàn bà thép nắm giữ sức mạnh tối thượng của Tài Phiệt mà chỉ dịu dàng như một người chị mà thôi. Tôn Dĩnh Thục nói với Tề Đẳng Nhàn, Tề Tổng, oan gia nên giải không nên kết. Dược phẩm thiên lai của các anh làm ăn lớn như vậy, hay là cho dược phẩm thượng thiện của chúng tôi một con đường sống đi. Tề Đẳng Nhàn cười nói. Dược phẩm thượng thiện là sản nghiệp của cái tên nhóc vô tích sự Park Sung Sin kia, tôi không muốn bỏ qua cho lắm. Tôn Dĩnh Thục nói, dù sao anh ta cũng là người ở dưới trướng của tôi, tổn thất quá nhiều đối với thành tích kinh doanh của tôi mà nói cũng là một loại ảnh hưởng. Anh cứ giơ cao đánh khẽ, tôi đưa anh thêm 100 triệu nữa cũng được. Tề Đẳng Nhàn nói, được thôi, cô đưa tôi 100 triệu nữa đi, tôi sẽ không chèn ép dược phẩm thượng thiện nữa. Tôn Dĩnh Thục vô cùng ngạc nhiên, khóe mắt khẽ giật giật, mạch máu trên mu bàn tay nhảy nhảy vài cái. Con mẹ nó, không phải nói người của Hoa Quốc đều rụt rè khách khí khiêm tốn nhún nhường hay sao? Người này tại sao lại chẳng có lấy một chút phẩm chất tốt đẹp nào của người Hoa Quốc thế? Đúng là một tên lưu manh đích thực. Lời mà cô ta vừa nói kia cũng chỉ là một lối thoát mà thôi, ý là tôi nói chuyện đàng hoàng với anh, xem như là tôi nhận thua, anh giơ cao đánh khẽ. Không cần phải làm cho quan hệ trở nên căng thẳng như vậy. Kết quả Tề Đẳng Nhàn lại bỗng dưng bảo là được thôi, đưa tôi 100 triệu đi. EQ ở đâu? Tôn Dĩnh Thục hít một hơi thật sâu, lúc này mới nén xuống được ý định lấy chai rượu đập vỡ cái đầu chó của đối phương. Về sau không nên tiếp xúc với cái loại mặt dày này thì hơn, nếu không thì e rằng mình sẽ không khống chế được cảm xúc của mình nữa đâu. Tôn Dĩnh Thục thầm nghĩ trong lòng. Mặc dù Tề Đẳng Nhàn đã không còn gọi cô ta là vị phu nhân bổng tử nữa nhưng bây giờ cô ta vẫn rất tức giận. Đi ra khỏi nhà hàng,
Tôn Dĩnh Thục nói với Tề Đẳng Nhàn, Tề Tổng, hôm nay nói chuyện với anh rất vui, lần sau mà có thời gian rảnh thì lại ăn cơm cùng nhau nhé. Được thôi, tạm biệt, Tề Đẳng Khàn khẽ vẫy tay và nói. Không bao giờ gặp lại là tốt nhất, Tôn Dĩnh Thục châm chọc trong lòng, bản thân mình đã biểu hiện có phong độ như vậy rồi, thân là một người đàn ông mà không thể rộng lượng hơn một chút hay sao? Cuối cùng cô ta giận dỗi và viết một tờ chi phiếu 100 triệu, kết quả Tề Đẳng Nhàn không thèm chớp mắt mà nhận lấy luôn, trong miệng còn nói mấy lời bậy bạ cái gì mà bà chủ hào phóng bà chủ tinh tường. Cô ta thực sự không ngờ rằng cuối cùng Tề Đẳng Nhàn lại sẽ thật sự nhận lấy nó, tuy rằng hắn đã đồng ý rằng sẽ buông tha cho dược phẩm thượng thiện nhưng trong lòng Tôn Dĩnh Thục vẫn thấy ghê tởm và khó chịu như ăn phải một con ruồi chết. Ở bãi đỗ xe bên này, có một cặp mẹ con đang ăn xin. Người mẹ cao lớn mập mạp, trên lưng có đeo một cái sọt, trong cái sọt là một bé trai đáng yêu trắng trẻo mịn màng. Phu nhân, cô làm chuyện tốt đi, đã mấy ngày rồi chúng tôi chưa được ăn cơm. Người mẹ cao mập mở miệng nói với Tôn Dĩnh Thục. Tôn Dĩnh Thục nhíu mày, tiện tay móc từ trong túi ra hai tờ tiền và đưa cho cô ta. Nhưng vào chính lúc này, bé trai trong sọt của người mẹ cao mập lại bỗng nhiên chui ra và cười với Tôn Dĩnh Thục. Tôn Dĩnh Thục nhìn nụ cười của cậu bé này thì không khỏi cảm thấy da đầu có chút tê dại, bởi vì đây không giống như nụ cười mà một cậu bé mấy tuổi nên có, nó quá âm u và quá hiểm ác. Sau đó, cô ta nhìn thấy bàn tay của cậu bé cũng thò ra từ trong cái giỏ, trong tay cậu bé thế mà lại là một khẩu súng lục tự động Glock 18. Phu nhân cẩn thận! Một tên vệ sĩ ngay lập tức quát lớn, dù sao thì bọn họ cũng đã trải qua huấn luyện chuyên nghiệp. Động tác vô cùng nhanh chóng và lại còn đơn giản dứt khoát, thoáng một cái đã đẩy Tôn Dĩnh Thục ngã xuống. Khẩu súng trong tay cậu bé kia cũng vang lên vào lúc này, đoàng đoàng đoàng, tiếng súng bắn ra liên tục nhịp nhàng. Mấy tên vệ sĩ của Tôn Dĩnh Thục gần như là đồng thời trúng đạn, trên mi tâm xuất hiện một lỗ đen, máu tươi phun loạn, hiện trường thoáng cái đã biến thành địa ngục. Tên vệ sĩ bảo vệ Tôn Dĩnh Thục trúng liền 3 phát súng vào sau lưng. Tuy rằng đạn đều đã bị áo chống đạn ngăn cản nhưng anh ta vẫn đau đến gần chết. Đi, tên vệ sĩ mạnh mẽ đẩy Tôn Dĩnh Thục, sau đó cơ thể run rẩy như bị điện giật. Tôn Dĩnh Thục dùng dư quang ở khóe mắt để liếc một cái và sợ đến hồn lìa khỏi xác, một phát đạn đã bắn thủng huyệt thái dương của tên vệ sĩ đã cứu cô ta một mạng này. Phu nhân chạy mau, bọn họ là kim đồng ngọc nữ đó. Có một tên vệ sĩ quát lớn và chuẩn bị phản kích. Chỉ thấy người phụ nữ cao mập bỗng nhiên vào tới trước mặt anh ta và đấm một cái vào bụng anh ta, trực tiếp khiến cho anh ta mất đi sức chiến đấu. Ngay sau đó, hai cánh tay cường tráng không hề giống với phụ nữ xoắn lại giống như hai con mãng xà, răng rắc một tiếng, thẳng tay bẻ gãy đầu của tên vệ sĩ này. Tôn Dĩnh Thục đương nhiên không biết kim đồng ngọc nữ là ai nhưng vệ sĩ của mình chỉ trong nháy mắt đã thương vong gần hết, như thế là đã đủ kinh hãi rồi. Đúng lúc cô ta xoay người bỏ chạy thì vừa hay có một chiếc xe dừng lại ở trước mặt cô ta. Đưa tôi 100 triệu nữa, tôi sẽ cứu cô. Tề Đẳng Nhàn thò đầu ra khỏi xe và cười tâu toét với Tôn Dĩnh Thục. Được, Tôn Dĩnh Thục không nói một lời bèn mở cửa xe và vọt vào trong xe. Cô ta vừa mới lên xe, còn chưa kịp đóng cửa xe lại thì Tề Đẳng Nhàn đã đạp chân ga. Cơ thể Tôn Dĩnh Thục bị mất kiểm soát và lắc lư loạn xạ ở trong xe. Đập bong bong hết chỗ này đến chỗ nọ, suýt chút nữa đã ngã xuống từ phía chiếc cửa xe còn chưa đóng lại. Cũng may là chiếc xe đã đóng cửa lại theo quán tính, nếu không thì dù không bị súng bắn chết thì e rằng cũng sẽ bị ngã chết thôi. Không phải anh rất giỏi đánh nhau à? Tại sao lại phải chạy? Tôn Dĩnh Thục vịn ghế ngồi vững, nhịn không được mà hỏi. Trong sọt của thằng nhóc đó còn có một khẩu súng tiểu liên Mark 10. Con mẹ nó tôi có bị điên thì mới đi đánh nhau với nó. Tề Đẳng Nhàn lạnh lùng nói. Tôn Dĩnh Thục nói, không phải nói võ thuật vào tủy không sợ súng sao. Anh không nên sợ mới đúng. Tề Đẳng Nhàn cười khẩy và nói, người phụ nữ cao mập kia thân thủ không kém đâu, trình độ dùng súng của thằng nhóc kia cũng rất cao, và lại khẩu súng mà nó dùng còn là loại súng tiểu liên chuyên dùng để đối phó với cao thủ võ học đấy. Còn nữa, dựa vào đâu mà tôi phải liều mạng với bọn họ chứ? Tôi có thể lái xe đến cứu cô đã là chuyện rất ghê gớm rồi. Tôn Dĩnh Thục bị những lời này của hắn nói đến hô hấp trì trệ, chính xác, Tề Đẳng Nhàn cũng không phải thuộc hạ của cô ta có thể yêu cầu điều gì đây?
Tôn Dĩnh Thục vẫn chưa hoàn hồn, tuy rằng đã tạm thời thoát khỏi nguy hiểm nhưng vừa rồi khoảng cách với cái chết thật sự là quá gần. Hình như anh rất hiểu về hai sát thủ đó, anh biết bọn họ là ai à? Tôn Dĩnh Thục không nhịn được mà hỏi. Thuộc hạ của cô nói rồi mà, Kim Đồng Ngọc Nữ đó. Tề Đẳng Nhàn nhàn nhạt nói. Tôn Dĩnh Thục nhíu mày và nói, thoạt nhìn rõ ràng giống như là một cặp mẹ con. Tề Đẳng Nhàn nói, bọn họ là đại nhân vật danh tiếng lẫy lừng trong giới sát thủ, hầu như là chưa bao giờ xảy tay, lần này xem như là cô may mắn. Chuyện của giới sát thủ Tề Đẳng Nhàn cũng chỉ toàn nghe cái tên sát thần kia nói mà thôi, anh ta đã từng nhắc tới đôi Kim Đồng Ngọc Nữ này, không ngờ rằng hôm nay Tề Đẳng Nhàn lại gặp phải bọn họ. Bọn họ không phải là mẹ con mà là tình nhân, Tề Đẳng Nhàn nói. Được thôi, Tôn Dĩnh Thục chỉ cảm thấy vô cùng quái đản, người phụ nữ vừa cao vừa mập, người đàn ông lại trông giống như một đứa trẻ chưa trưởng thành. Tề Đẳng Nhàn nói, hai người này là thanh mai trúc mã nhưng gia đình lại gặp phải biến cố, chỉ trong một đêm, toàn bộ người nhà đều chết sạch. Chỉ có bé trai và bé gái sống sót, vì vậy, bé trai vì nuôi sống bé gái nên đã đến công trường làm việc. Kể ra thì cũng là một người đáng thương, vì nuôi sống bé gái mà làm lao động trẻ em, mỗi ngày lao động những 12 giờ. Dần ra, vác nặng trong khoảng thời gian dài làm cho cơ thể cậu ta xuất hiện vấn đề và không bao giờ cao lên được nữa, cô bé thì lại được cậu ta nuôi đến trắng trẻo mập mạp. Sau đó cũng không biết hai người họ đã gia nhập giới sát thủ bằng cách nào, dựa vào bản lĩnh vững vàng và ngoại hình có thể mê hoặc người khác, gần như là làm chuyện gì cũng rất thuận lợi. Tôn Dĩnh Thục nghe đến líu lưỡi, cảm thấy loại chuyện này quái dị giống như chuyện xảy ra trong tiểu thuyết võ hiệp vậy. Thế nhưng ngay lúc nãy chính bản thân mình đã gặp phải hai người như thế. Kim Đồng là người đàn ông với cơ thể có vấn đề và không thể cao lên được, Ngọc Nữ là người phụ nữ được Kim Đồng nuôi đến vừa cao vừa mập. Tôi khuyên cô tốt nhất là hãy nhanh chóng trở lại địa bàn của mình và tăng cường sự tự vệ đi, tránh cho bị bọn họ giết chết. Hai người này lợi hại lắm. Một người võ công cao, một người biết dùng súng, không dễ đối phó đâu. Tề Đẳng Nhàn lắc đầu và nói. Sát thần đã từng nhắc đến hai người này và cho bọn họ đánh giá vô cùng cao, bản thân bọn họ đã rất lợi hại rồi lại cộng thêm sự ăn ý vượt qua người thường, cao thủ nào gặp phải bọn họ cũng sẽ rất đau đầu. Vẻ mặt Tôn Dĩnh Thục vô cùng khó coi. Cô ta suy nghĩ xem có nên mời Triệu Hồng Tụ đến giết chết hai người này để đạt được hiệu quả dung cây dọa khỉ hay không. Nếu như danh tiếng của hai người này lớn như vậy, vậy thì nếu bọn họ chết ở trong tay mình thì chắc chắn nó sẽ trở thành một sự răn đe mạnh mẽ. Đang lúc Tôn Dĩnh Thục đăm chiêu suy nghĩ thì một chuỗi tiếng súng đã vang lên, đạn rơi trên xe như những hạt mưa dày đặc, cửa kính của xe đều bị bắn nát trong nháy mắt. Cô ta vội vàng cuộn tròn người lại và hét lên thất thanh. Tề Đẳng Nhàn nhíu mày, nhìn thấy Kim Đồng đang đứng trên cửa sổ trời của chiếc xe đang chạy về phía này từ phía mặt bên, anh ta cầm một khẩu vi sung trong tay và điên cuồng bắn phá chiếc xe này của mình. Cũng may là hôm nay ông đây không lái Aston Martin, nếu không thì mày bắn vào xe của ông như vậy, ông đây nhất định sẽ vặt đầu mày xuống. Tề Đẳng Nhàn thầm mắng trong lòng. Kỹ thuật bắn súng của Kim Đồng rất chuẩn. Tuy rằng bắn hết một băng đạn cũng không thể bắn chết người trong xe nhưng có mấy viên đạn lại bắn nổ lốp sau của Tề Đẳng Nhàn. Nếu không phải Tề Đẳng Nhàn đã kịp thời khống chế phương hướng thì e rằng chiếc xe này đã trực tiếp lật nghiêng rồi. Bám chắc vào, Tề Đẳng Nhàn đột nhiên quát lớn. Tôn Dĩnh Thục theo bản năng tóm chặt lấy cái ghế ngồi, sau đó, cô ta cảm thấy rung lắc cứ như là trời sập xuống rồi vậy. Chỉ thấy chiếc xe này bị một chiếc xe tải đâm chéo đến và đụng vào bên sườn, chiếc xe đang chạy với tốc độ cao không thể khống chế được nữa và ngay lập tức trượt ra ngoài. Ngay sau đó, chiếc xe mạnh mẽ đâm vào hàng rào bảo vệ ven đường, cả chiếc xe bởi vì lực va chạm quá lớn mà đã bay thẳng lên không trung và xoay vòng vòng. Sau khi chiếc xe bay lên không trung và xoay vòng, khi lực đạo vừa hết, nó ngay lập tức rơi xuống dưới với tốc độ cực nhanh. Soảng một tiếng đâm xuyên qua lớp băng mỏng trên mặt sông ven đường và cắm vào giữa dòng sông với nước lạnh thấu xương. Tôn Dĩnh Thục chỉ cảm thấy cả người mình đều sắp rã rời, còn chưa kịp lấy lại tinh thần thì lại cảm nhận được nước sông lạnh thấu xương đang chảy ngược vào, lạnh đến mức cô ta suýt bị chuột rút và nghẹt thở. Tôn phu nhân, hãy nghe kỹ từng câu mà tôi sắp nói sau đây, nếu không thì khi chết rồi đừng có trách tôi. T.
Tề Đẳng Nhàn lạnh lùng nói. Cửa kính của xe đều đã bị đạn bắn nát, nước sông chảy ngược vào với tốc độ vô cùng nhanh, chiếc xe còn đang không ngừng chìm xuống dưới đáy sông. Tôn Dĩnh Thục cũng không hổ người phụ nữ ở vị trí trên cao đã lâu, trong lúc còn chưa kịp hoàn hồn lại, cô ta vẫn duy trì sự tỉnh táo và cắn răng nói, anh nói đi. Tề Đẳng Nhàn nói, trước khi nước sông tràn vào đầy xe thì chúng ta sẽ không thể thoát thân, vậy cho nên bây giờ cô hãy cố gắng hết sức để giữ cho hô hấp ổn định. Đợi đến khi nước sông sắp đổ đầy xe, hãy hít một hơi thật sâu và nín thở. Nhất định phải duy trì sự bình tĩnh, không được hoảng sợ, tôi sẽ cứu cô. Nhưng nếu như cô không phối hợp mà làm vướng chân vướng tay của tôi thì tôi cũng chỉ có thể ném cô ở chỗ này và mặc cho cô chết đuối thôi, nghe rõ chưa? Tôn Dĩnh Thục đã bị nước sông làm cho lạnh đến mức cả người run rẩy, cảm giác tay chân đều đang bắt đầu co rút lại, đau muốn chết đi được, thế nhưng cô ta vẫn cắn răng và gật gật đầu. Tề Đẳng Nhàn tháo dây an toàn ra và để mặc cho nước sông chảy ngược vào. Khi nước sông sắp lấp đầy toàn bộ chiếc xe, hắn nói, bây giờ, hãy hít một hơi thật sâu. Tôn Dĩnh Thục vội vàng hít vào một hơi thật sâu, sau đó Tề Đẳng Nhàn vung một cước và đạp mở cửa xe. Đưa tay bắt lấy bả vai Tôn Dĩnh Thục và trực tiếp chui ra khỏi xe. Tôn Dĩnh Thục theo bản năng muốn ôm lấy Tề Đẳng Nhàn, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt phát ra ánh sáng xanh lục như ma quỷ của hắn khi ở trong nước, cô ta sợ đến rùng mình và tạm thời giữ bình tĩnh. Tề Đẳng Nhàn vừa cởi chiếc áo khoác nặng nề vừa kéo Tôn Dĩnh Thục nổi lên phía trên. Quần áo của hai người bởi vì đã ngâm nước mà trở nên vô cùng nặng nề cho nên việc nổi lên trên có vẻ khá là khó khăn. Mới qua được nửa đường, Tôn Dĩnh Thục đã không chịu nổi nữa, trong cổ họng khẽ động, ùng ục nhả ra một ngụm bọt khí, nước sông lạnh thấu xương ngay lập tức tràn vào trong khí quản. Ùng ục, một ngụm hơi này không nhịn được, những ngụm hơi sau đó tất nhiên cũng sẽ không nhịn được. Một chuỗi bọt khí phả ra từ trong miệng của cô ta, tay chân của cô ta bắt đầu múa may loạn xạ. Tề Đẳng Nhàn hừ một tiếng, lỗ mũi phả ra hai luồng bọt khí khổng lồ. Tốc độ cả người bất chợt tăng nhanh. Không bao lâu sau, trên mặt nước truyền đến một tiếng ầm thật lớn, một âm thanh chật vật trực tiếp phá vỡ lớp băng mỏng, chui ra khỏi dòng sông và lăn đến bên bờ sông. Ngay sau đó, bóng dáng của Tề Đẳng Nhàn cũng nhảy ra khỏi mặt nước, cơ thể hắn run lên, chân đạp nước sông, nước không quá đầu gối, lộp bộp rất nhanh đã đạp nước lên đến bờ. Không ngờ rằng bên cạnh Tôn phu nhân lại cất giấu một đại cao thủ như thế. Võ thuật đã đạt đến cảnh giới có thể đạp nước qua sông lớn, thật là bất ngờ mà. Tề Đẳng Nhàn vừa mới lên bờ thì đã nghe thấy một giọng nói trẻ con. Kim Đồng Ngọc Nữ đang đứng ở cách đó không xa, đầu của Kim Đồng thò ra một nửa từ sau thân hình cao lớn mập mạp của Ngọc Nữ, trên mặt mang theo ý cười trêu tức. Tề Đẳng Nhàn cười cười và nói, chiếc BMW 740 này của tôi có giá hơn 1 triệu lận đó. Các người biến nó thành như vậy rồi thì phải đền tiền đó nha. Kim Đồng và Ngọc Nữ nghe thấy những lời này thì đều vô cùng sửng sốt, bọn họ nhìn nhau một cái, sau đó bất đắc dĩ nở nụ cười. Cơ thể Tề Đẳng Nhàn bỗng nhiên run lên, dùng một chiêu gà trống vỗ cánh, bọt nước trên người bay lên như mưa, bộ quần áo vốn đang ướt sườn sượt ngay lập tức trở nên nhăn nhúm, hình như đã khô được không ít. Tôn Dĩnh Thục nằm trên mặt đất và bất tỉnh nhân sự. Rõ ràng là do sặc nước quá nhiều gây nên. Con người của Kim Đồng và Ngọc Nữ đảo trên người Tề Đẳng Nhàn một chút rồi rơi xuống trên người Tôn Dĩnh Thục. Người này rất nguy hiểm đó, em có cảm giác như đang bị một con hổ nhìn chằm chằm vào vậy, có nên đánh không? Ngọc Nữ khẽ giọng hỏi. Tuy rằng thân hình của cô ta cao lớn mập mạp nhưng chung quy lại thì vẫn là một người phụ nữ, vẫn còn phải nghe lời Kim Đồng. Kim Đồng bám hai tay vào mép giỏ. Cẩn thận đánh giá Tề Đẳng Nhàn và trả lời, dùng súng cũng không nhất định sẽ bắn chết anh ta được, người này vô cùng lợi hại, linh hoạt mạnh mẽ, không ai có thể chạm vào. Ngọc Nữ ngập ngừng nói, nhưng giết chết được Tôn Dĩnh Thục thì tiền thưởng cũng không ít đâu. Kim Đồng nói, hay là thử xem. Ngọc Nữ nói, thử đi. Trong lúc nói chuyện, Ngọc Nữ đã bắt đầu lên đường, thân hình cao lớn mập mạp của cô ta run lên. Tựa như một con gấu nâu vừa mới tỉnh dậy sau giấc ngủ đông. Thế nhưng hành động của cô ta thì lại vô cùng linh hoạt, thân hình như điện, như gió mạnh, soạt một tiếng đã xông về phía Tề Đẳng Nhàn, hai chân thay nhau đạp đất giống như một con tuấn mã.
Ngọc nữ vừa đến trước mặt Tề Đẳng Nhàn khoảng chừng 2 mét thì bèn giơ tay đánh ra một quyền và nhắm thẳng đến trên trán hắn. Tề Đẳng Nhàn đứng yên tại chỗ bất động như núi, trên người toát ra một luồng hơi nước, đây là nhiệt lượng toát ra do dòng máu trong người đang sôi sùng sục đang hong khô bề mặt của cơ thể và chỗ nước sông còn đọng lại trên quần áo. Đã biết tôi linh hoạt mạnh mẽ, không ai có thể chạm vào mà vẫn muốn ra tay à? Xem ra vợ chồng hai người đang muốn tìm chết. Đối diện với nắm đấm đang hướng thẳng vào mặt mình, hắn không né không tránh mà giơ tay lên và đánh ra một chưởng. Nắm tay to như bao cát của Ngọc Nữ hung hăng nện vào lòng bàn tay của hắn, nhưng lại cảm thấy lực đạo kia giống như châu đất xuống biển, một quyền đánh vào bông vải vậy. Kim Đồng khẽ giọng nói, cái tên này này là cao thủ luyện bát quái trưởng, không được cho anh ta cơ hội chạy tới chạy lui, trực tiếp ép chết anh ta đi. Trong mũi Ngọc Nữ phun ra một tiếng ừ, ngay sau đó, hai chân cô ta run lên và nhấp nhô một cái, lại là một nắm đấm đại bác nhắm vào yết hầu của Tề Đẳng Nhàn. Tề Đẳng Nhàn giơ tay phải lên và vung xuống một cái, bốc một tiếng đánh trúng nắm đấm và đánh văng nó ra. Ngọc Nữ chỉ cảm thấy vùng da trên nắm tay giống như bị điện áp cao đụng vào vậy, tê dại khó chịu, đau tận xương tủy. Cô ta nghiến răng và tung ra nắm đấm thứ ba nhắm thẳng về phía trái tim của Tề Đẳng Nhàn. Nắm đấm đại bác khá lắm, chỉ tiếc là đã đánh nhầm người rồi. Tề Đẳng Nhàn lạnh lùng nói, tay phải của hắn không thu lại mà ấn xuống một cái và trực tiếp ấn lên nắm đấm kia. Ngay sau đó, cổ tay của hắn lướt qua và ngay lập tức muốn lao người đến, thế nhưng lúc này Kim Đồng lại móc súng ra, nhắm chuẩn vào cơ thể của hắn và bắn ra một phát. Cuối cùng thì Tề Đẳng Nhàn cũng không đi một bước đó, dường như là trong khoảnh khắc lúc Kim Đồng móc cò súng, hắn đã lắc lư cơ thể và trở về chỗ cũ. Ngọc Nữ thấy thế thì ngay lập tức run người lên, hai nắm đấm lao ra nhắm vào hai bên tai trái phải của Tề Đẳng Nhàn. Nếu như là người khác đánh đến như vậy thì Tề Đẳng Nhàn sẽ không chút do dự mà một cước chiếm lấy trung tuyến, sau đó đánh vào lồng ngực để đánh chết người đó. Thế nhưng trong sọt của Ngọc Nữ còn có cả Kim Đồng nữa, trong tay anh ta còn có súng, nếu như hắn chiếm lấy trung tuyến, vậy thì đối phương sẽ có thể một súng bắn xuyên tim hắn. Vậy nên cơ thể của Tề Đẳng Nhàn chỉ có thể lùi về phía sau. Kim Đồng cũng nổ súng vào ngay lúc này, kéo dài khoảng cách càng là thời cơ tốt để phát huy kỹ thuật bắn súng. Tề Đẳng Nhàn đối mặt với hai đối thủ như vậy, có thể nói là cục diện tiến thoái lưỡng nan, thật sự là khó cả đôi đường. Tiếng súng còn chưa vang lên, Tề Đẳng Nhàn đã nhìn thấy một sợi chỉ trắng chạy thẳng về phía trán mình, đây là khả năng cảm thấy nguy hiểm mà tránh của hắn. Bùm! Trong nháy mắt khi tiếng súng vang lên, cái đầu của Tề Đẳng Nhàn đã biến mất. Ba ba nghe sấm, cụ rùa phơi mai. Võ thuật của tên này đã ngấm vào tận xương tủy, nhất định phải cẩn thận, đừng để cho anh ta bắt được cơ hội, nhất định phải ép chết anh ta. Kim Đồng quát lớn. Ngọc Nữ nghe xong thì khẽ gật đầu một cái và ngay lập tức lao đến truy sát, ngón tay khép lại một chỗ như một cái dùi, trực tiếp đóng đinh lên đầu Tề Đẳng Nhàn vừa nảy ra khỏi lồng ngực. Trong lúc giơ tay ra ngăn cản, Tề Đẳng Nhàn còn phải chú ý đến khẩu súng của Kim Đồng, hắn quyết đoán kịp thời, cánh tay phải vung lên và chặn tay Ngọc Nữ ở bên ngoài. Nhưng đây là một sát chiêu liên hoàn của Ngọc Nữ, cô ta ngay lập tức liên tục bước chân về phía trước, lộp bộp tiến lên hai bước, tay phải run lên, cuộn lại như một con mãng và lao thẳng về phía cổ của Tề Đẳng Nhàn. Mắt Phượng nắm đấm đóng lên trán, tiến bước quấn cổ lấy mạng người. Tề Đẳng Nhàn chính là đang chờ lúc này, tay trái trong nháy mắt giơ lên, cánh tay phải hướng về phía trước kẹp lấy tay phải Ngọc Nữ, tay trái chụm lại như đao, một chiêu khai đao cắt cỏ ngay lập tức chém xuống. Nếu như cánh tay của Ngọc Nữ bị một chưởng này cắt trúng, xương cốt bên trong sẽ ngay lập tức vỡ vụn. Kim Đồng thấy tình thế không ổn thì ngay lập tức nổ súng. Phát súng này còn chưa bắn ra, cơ thể Tề Đẳng Nhàn đã có biến hóa rồi. Hắn lập tức thu hai tay lại và nghiêng người qua, cùng lúc đó, cả người còn đang bay về phía sau. Nhưng điều khiến cho Kim Đồng cảm thấy sợ hãi chính là, trong lúc cơ thể hắn bay ra phía sau để né tránh viên đạn thì đồng thời, tay phải lại theo đó mà thò ra ngoài. Cả người trước sau kéo căng đến cực hạn. Cánh tay của Tề Đẳng Nhàn đã lướt qua bả vai của Ngọc Nữ và ngay lập tức bắt được cổ tay Kim Đồng, nhưng cơ thể của hắn vẫn còn đang bay về phía sau, tạo thành một hình ảnh vô cùng quái dị. Soạt. Trong nháy mắt, cơ thể của Tề Đẳng Nhàn vững lại,
thò tay đánh ra một chiêu Phượng Hoàng gật đầu, sau khi bắt được kim đồng, hắn đột nhiên kéo một cái và kéo cả người kim đồng ra khỏi cái sọt của Ngọc Nữ. Ngọc Nữ kinh ngạc hô lên một tiếng, giơ tay ra muốn giữ kim đồng lại nhưng cuối cùng vẫn là chậm mất nửa nhịp. Trong lúc bắt người, Tề Đẳng Nhàn còn dùng mình một cái, khi hắn dùng mình, kim đồng chỉ cảm thấy xương cốt cả người đều khó chịu đến rã rời, không còn có lấy một chút sức lực, khẩu súng trong tay cũng bị bay ra ngoài. Bỏ anh ấy ra, trong miệng Ngọc Nữ phát ra tiếng hét chói tai, thân hình cao lớn mập mạp lao thẳng về phía Tề Đẳng Nhàn như thể không muốn sống nữa vậy. Tề Đẳng Nhàn một tay nhấc kim đồng, chân dậm xuống đất một cái, ầm một tiếng khiến cho mặt đất đều đang rung lên, bả vai lách một cái và đón lấy cú đánh của Ngọc Nữ. Đọ sức với phụ nữ. Hắn thích lắm đấy. Kim đồng kêu lên, đừng mà. Cho dù Ngọc Nữ cao lớn khỏe mạnh nhưng suy cho cùng thì cũng chỉ là một người phụ nữ, suy rằng sức mạnh của cô ta rất lớn nhưng người mà cô ta gặp phải lại là Tề Đẳng Nhàn. Bát quái trưởng của Tề Đẳng Nhàn nổi tiếng bởi sự cứng rắn và mạnh mẽ, có thể tưởng tượng được sức mạnh của hắn rốt cuộc khủng khiếp đến nhường nào. Bả vai của hai người va chạm, cơ thể của Ngọc Nữ không hề bất ngờ mà bay về phía sau như con diều đứt dây, bay lên không trung và trao lượn khoảng 7-8 mét rồi mới nặng nề rơi xuống đất. Sau khi rơi xuống đất, Ngọc Nữ há miệng phun ra một ngụm máu, chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng đều đang lay động, bộ não thì khó chịu giống như muốn chui ra từ lỗ tai và đôi mắt vậy. Cảm giác giống như bị xe tải đâm vào vậy, người này nhìn thì không cường tráng nhưng sao sức mạnh trung tâm lại khủng khiếp đến vậy chứ? Trong đầu Ngọc Nữ kêu lên ong ong, cô ta muốn bỏ dậy nhưng vì tay chân mềm nhũn nên lại ngã cắm đầu xuống. Kim đồng hét lên, a, tao sẽ giết mày. Tề Đẳng Nhàn nắm lấy cánh tay của anh ta và treo người lơ lửng trong không trung, giơ tay lên và tát vào mặt anh ta một cái, mắng, giết con mẹ mày chứ giết. Một cái tát này giáng xuống, thẳng tay đánh cho nửa khuôn mặt của kim đồng trở nên siêu vẹo, răng hàm ở trong miệng đều bay ra ngoài, trên mặt máu thịt lẫn lộn. Đôi bàn tay thép kia của Tề Đẳng Nhàn được luyện ra bằng việc cả ngày cắm vào trong cát sắt và đập lên bia đá đó. Bây giờ đánh lên mặt người, sao có thể chỉ một chữ đau cho được? Dám đánh vợ tao bị thương, tao nhất định sẽ giết chết mày. Kim đồng hét lên, một tay thò vào trong ngực và lấy ra một quả lựu đạn. Kết quả mỏ vịt còn chưa bay ra thì Tề Đẳng Nhàn đã nắm lấy tay anh ta, cướp lấy quả lựu đạn rồi ném xuống sông và giơ tay giáng cho anh ta một bạt tai nữa. Bùm! Quả lựu đạn nổ tung trong lòng sông, mặt băng sụp đổ một mảng lớn, bọt nước sôi trào. Nửa bên mặt còn lại của kim đồng cũng trở nên siêu vẹo, máu tươi trong miệng không ngừng róc rách chảy ra ngoài. Không biết tốt xấu chính là đang nói tới loại người như mấy người đúng không? Người ta đều nói thần hành cơ viên không ai có thể chạm vào, mấy người cứng đầu thử chạm vào xem. Thành thành thật thật trả tiền không phải là được rồi sao? Sao cứ thích tự tìm đường chết như vậy? Tề Đẳng Nhàn xách kim đồng ở trong tay lắc qua lắc lại, trong miệng hùng hùng hổ hổ nói. Kim đồng ngay cả tâm muốn chết cũng có, từ khi anh ta và Ngọc Nữ xuất đạo tới nay, đây là lần đầu tiên phải chịu thiệt lớn như vậy. Tuy rằng trước kia cũng đã gặp qua cao thủ siêu cấp nhưng dựa vào công phu của Ngọc Nữ và thân thủ xuất thần nhập hóa của anh ta cũng có thể hóa nguy thành an thành công thoát thân. Nhưng lần này đụng phải Tề Đẳng Nhàn gần như ma quỷ vậy, hơn nữa còn mạnh đến thái quá. Tôi nhận thua, kim đồng cả người uể oải nói. Tề Đẳng Nhàn khinh thường ném anh ta xuống đất, nếu có người không biết nhìn thấy cảnh này còn tưởng rằng hắn đang bắt nạt trẻ em đấy. 150 vạn, thành thành thật thật chuyển vào trong thẻ của tôi, nếu không tôi đập vỡ đầu mấy người. Tề Đẳng Nhàn khó chịu nói, đưa số thẻ cho kim đồng. Kim đồng gật đầu lia lịa như gà con mổ thóc, nói cậu nói cái gì thì chính là cái đó, tôi nhất định sẽ làm theo. Lúc này Ngọc Nữ lại bỏ tới, muốn liều mạng với Tề Đẳng Nhàn. Kim đồng lắc đầu liên lục, nói, đừng cố nữa, chúng ta không phải là đối thủ của hắn đâu, hắn quá mạnh. Tề Đẳng Nhàn nghe thấy câu khen này của hắn thì khóe miệng hơi giật một cái, thức thời sớm một chút không phải là tốt rồi sao? Sao cứ phải ép tôi phải ra tay mới chịu chứ? À, đúng rồi, còn cả đôi ai bị ngấm nước này của tôi nữa, các người cũng phải bồi thường, đây là bản giới hạn, không phải hàng nhái, có thể bán được hơn 20 vạn.
Kim Đồng há hốc mồm nhìn đôi ai thể thao phối màu đen đỏ trên chân Tề Đẳng Nhàn, nói cái này không phải mua ở Bách Hóa Phúc Điền sao? Tề Đẳng Nhàn khó chịu nói, tôi tốt xấu gì cũng là một sếp lớn giá trị con người vài tỷ, sẽ đi đồ của Bách Hóa Phúc Điền hả? Nói đùa cái gì thế? Tôi bảo nó là hàng thật thì nó là hàng thật, hơn 20 vạn, thiếu một xu tôi chặt một ngón tay của anh. Kim Đồng không dám hó hé thêm câu nào nữa, con mẹ nó giày này cũng bị ngâm nước tới mức phai màu luôn rồi, cái logo kia nhìn qua cũng chẳng phải như tơ lụa gì, nhìn thế nào cũng thấy giống hàng nhái thôi mà. Lại nói, ai bản giới hạn cũng không phải cải trắng, có đôi khi có tiền cũng không mua nổi. Được rồi, 150 vạn thêm 20 vạn nữa. Còn gì nữa không, Kim Đồng nhắm mắt lại nhận thua, chỉ cần có thể giữ được mạng thì muốn nói như nào cũng được. Tề Đẳng Nhàn cũng lười phải nhiều lời, nói, hết rồi, mau cút đi. Nhớ rõ phải chuyển khoản, nếu không chơi chết mấy người. Kim Đồng ngẩn người, cậu cứ thả chúng tôi đi như vậy sao? Tề Đẳng Nhàn cười nói, nếu không thì còn sao nữa? Giữ mấy người ở lại ăn cơm hả? Kim Đồng nói, không sợ tôi không trả tiền sao? Tề Đẳng Nhàn nói, anh cứ thử xem. Kim Đồng không dám nhiều lời, hung hăng ôm quyền với Tề Đẳng Nhàn rồi nhảy vào trong lòng của Ngọc Nữ, thúc giục Ngọc Nữ mau chóng chạy lấy người. Hai người có tiếng ở trong giới sát thủ cứ thế chạy trối chết. Hắn cứ như vậy thả chúng ta đi sao? Ngọc Nữ không nhịn được hỏi. Đúng vậy, Kim Đồng gật gật đầu. Vừa rồi vẫn còn sống chết không chịu, sao tự dưng lại muốn thả chúng ta đi? Hơn nữa cũng chỉ cần một chút tiền như vậy. Ngọc Nữ kinh ngạc, cảm thấy có phải là đầu óc của Tề Đẳng Nhàn có vấn đề hay không? Kim Đồng lại thở dài một cái, chậm rãi nói, em nghĩ sao rồi, chẳng qua hắn chỉ là một người khá ôn nhu mà thôi. Ngọc Nữ nghĩ tới một màn mình bị đấm bay kia thì trong lòng vẫn còn sợ hãi, nói ôn nhu. Anh có nhầm không? Kim Đồng nói, có lẽ là hắn từ đâu đó biết được chuyện của chúng ta nên để lại một con đường sống, tuy rằng động tác của hắn thô lỗ nhưng con người thì rất ôn nhu. Ngọc Nữ không phản bác tiếp nữa, bởi vì cô ta biết người từ nhỏ đã phải đến công trường làm việc cực nhọc nuôi sống chính mình như Kim Đồng sớm đã luyện ra được một đôi mắt hỏa nhãn kim tinh có thể nhìn thấu thế sự. Nếu ngay cả anh ta cũng đã nói hắn là người ôn nhu, vậy thì đó chính là ôn nhu. Chỉ là mặt của Kim Đồng cũng bị người đánh cho thành cái dạng này. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 35.